mỗi ngày tình báo thêm điểm, trường sinh yêu ma loạn thế giới thiệu vắng tắt. Vê đúc vê đúc vê đúc. Giao su xuyên. Công tiên môn cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh. Quý tộc ngồi cao trong miếu đường, muôn đời không thay đổi. Thế gia chiếm cứ địa phương, ngàn năm không thay đổi. Bọn họ sai khiến chúng sinh làm trâu ngựa, coi như con kiến hôi. Xuyên qua trở thành nuôi ngựa nô lệ dương huyền, lại không tin thiên mệnh này yêu ma loạn thế, Dương Huyền dựa vào mỗi ngày thêm điểm tình báo mặt bản, đạp hiểm ác thế đạo, yên lặng chôn hạt TTPS, www.giaosusun.com Chương 1 Mỗi ngày tình báo Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Cuộc sống xuyên không của Giang Hy không lý tưởng Ngày đầu tiên, vừa mới xuyên qua, còn không quen thuộc nuôi ngựa nô bộc công tác, bị nhị tiểu thư dùng roi hung hăng quốc một trận. Da tróc thịt bông, bây giờ lưng còn đau rát. Ngày hôm sau, đi ngang qua hoa viên, tận mắt nhìn thấy nha hoàng tưới hoa đụng vào quý nhân bị loạn côn đánh chết tại chỗ. Máu tươi đầm đìa, chết không nhắm mắt. Ngày thứ ba, bị ép tiếp nhận hiện thực tàn khốc sau khi xuyên qua, vẻ mặt đờ đẫn, một lòng dần dần chết lặng. Nhưng con kiến hôi còn sống vụng, Dương Huyền sống rất khổ, nhưng vẫn muốn sống sót trong thế đạo ăn thịt người này. Mặt trời chói chang, thiêu đốt mặt đất trên ngựa trường dương huyền áo xám mũ nhỏ làm gã sai vặt ăn mặc đứng ở dưới mặt trời đứng như lâu la bốp 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 tiếng roi quất phía trước kèm theo tiếng cầu xin tha thứ truyền đến nhị tiểu thư nô tài biết sai rồi nô tài cũng không dám nữa không dám a à. trên mặt đất một gã gã sai vặt nô bộc ôm đầu kêu trên liên tục nhưng cũng không dám tránh né bị roi quất một trận roi bay múa trên không trung, xé rách không khí, chấn động ra tiếng nổ, đánh thẳng vào da tróc thịt bông. Nô bộc nuôi ngựa bên cạnh câm như hến. Dương Huyền cúi đầu, vẻ mặt đờ đẫn. Nô bộc chính là nô lệ của chủ nhân, không có chút địa vị nào đáng nói, phạm sai lầm chính là đánh chết tại chỗ cũng không ai quản. Mười roi này, chính là cho tên cậu nô tài ngươi một bài học. Lãnh diễm thiếu nữ cưỡi trên ngựa, 16-17 tuổi bộ dáng, môi hồng răng trắng, mắt sáng long lanh, cũng là một điêu hoa tùy hứng tiểu mỹ nhân, nàng hơi khoát tay. Nha hoàng nhất thời dừng động tác, thu hồi roi. Mười roi quất xong, gã sai vặt hoàn toàn sụi lơ trên mặt đất. Tại nhị tiểu thư thưởng roi. Gã sai vặt mạnh mẽ nhắc tới hơi thở cuối cùng, nói ra. Đây là quy củ làm nô, không nói một câu này chính là trong lòng không phục, muốn chịu cũng không chỉ là roi thiếu nữ khí chất cao quý lãnh diễm cưỡi trên bạch mã vuốt ve da lông tự như tuyết luyện, nói ra. Ta làm việc từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, ba ngày trước, Dương Huyền phạm sai, ta cho hắn mười roi, mấy ngày nay, hắn tận tâm tận lực nuôi nấng của ta Ngọc Sư Tử, đồng thời không có cắt xén mã lương hành vi, ta ngược lại là muốn thưởng hắn. Đinh nha hoàng ném xuống một thỏi bạc lóe sáng, rơi xuống trước mặt Dương Huyền, hắn quỳ xuống đất thu hồi thỏi bạc, nói tại nhị tiểu thư ban thưởng, văn, lầm lẫn, giả dối, năm lượng tương đương với thu nhập hai năm của giang hiu, tuyệt đối được cho là một phần thưởng nặng nề. Ngựa của khương gia ăn ngon hơn người, mỗi ngày đều có một lượng lớn trứng gà, sữa đậu nành, ngô cung cấp. có rất nhiều mã nô đều âm thầm cắt xén mã lương tự mình ăn, nhưng dương huyền lại chưa bao giờ làm như thế. ban thưởng này, có vẻ nhị tiểu thư mắt sáng như đuốc. Nhớ kỹ, làm nô tài, làm sai liền phạt, làm tốt nên thưởng, một lòng làm chủ, chung quy sẽ có hảo báo. Thiếu nữ lãnh diễm mặt liễu mắt hạnh, mũi quỳnh môi đỏ mộng, mặt phấn má đào, tuổi tuy nhỏ, nhưng đã duyên dáng yêu kiều, sau khi bỏ lại ban thưởng, nàng ngẩn cầm trắng như tuyết, nói với vài tên hộ vệ bên cạnh. Đi, không nên bỏ lỡ giờ đi săn. Nhị tiểu thư ngự hạ có đạo. Quản sự mã trường cung tiễn nàng rời đi, tán thưởng nói gia đại nghiệp lớn, sử trị nô tài cũng phải có quy củ mới được, không có quy củ, không thành phương viên. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của thiếu nữ từ trong gió truyền đến, thủy chung mang theo hương vị lãnh diễm cao quý nhìn xuống. Quy củ này nói cho cùng chỉ có bốn chữ, ân uy song trọng, nhưng khi nào thi ân, khi nào thi uy, trong đó đúng mực phải nắm chắc. Trong lúc nói chuyện, thiếu nữ lạnh lùng đã cưỡi ngựa đi xa. Quản sự trường ngựa xoay người, nói với gã sai vặt trên mặt đất. Hạ Quyên, ngươi cái này chó má thằng nhãi con, coi như ngươi vận khí tốt, hôm nay toàn nhờ Dương Huyền giúp ngươi nuôi nấng ngọc sư tử, nếu không cũng không phải mười roi đơn giản như vậy. Đa tạ Huyền ca. Hạ Quyên cắn răng bò dậy khỏi mặt đất, cảm ơn. Vì kia nhị tiểu thư tính cách tàn nhẫn, lúc trước có cái mã nô đồng dạng quên cho ngựa ăn, bị nàng tươi sống đánh cho đến chết. Nhị tiểu thư thật sự là thưởng phạt phân minh, Dương Huyền lần này được trọng thưởng rồng trả năm lượng bạc a à. chịu được mười roi của nhị tiểu thư có thể đổi lấy năm lượng bạc ai không muốn kẻ ngốc đều nguyện ý dương huyền phát tài rồi phải mời khách mời khách đợi sau khi quản sự đi rồi Đám mã nô xông tới nhìn bạc trên tay dương huyền đều tràn đầy vẻ hâm mộ thưởng phạt phân minh thưởng phạt phân minh a à, lần sau nói không chừng chính là giết ngươi lại hậu tán nhìn những người này trong lòng dương huyền cười lạnh nhận phần thưởng tôi đồng ý làm nô lệ hôm nay người bị roi quất chính là hạ uyên nhưng ba ngày trước đánh chính là mình cái kia bị roi quất tư vị dương huyền lòng còn sợ hãi đời này cũng không muốn lại thể nghiệm lần thứ hai thế giới này giai cấp cố định đến mức có thể so sánh với chế độ chủng tính kinh doanh chính trị tất cả đều xem xuất thân môn hồ chi kiến thăm căn cố đế người bị chia làm ba bảy loại quý tộc thế gia thứ dân tầng dưới chót thứ dân không có thổ địa chỉ có thể bán đứng sức lao động kiếm chút tiền ấm no đại đầu toàn bộ hiếu kính cho thế gia quý tộc bởi vì triều đình chính là lớn nhất quý tộc mà nô lệ ở tầng dưới chót nhất ngay cả thứ dân cũng không phải hậu duệ của rồng vĩnh viễn là rồng hậu duệ của chuột vĩnh viễn là chuột căn bản không có cơ hội vượt qua giai cấp mà vương triều đại càng thiên hạ cấm võ lực lượng võ đạo chân chính vĩnh viễn nắm trong tay quý tộc, thế gia. Khương gia chính là một trong những thế gia. Hôm khác lại mời khách, Hạ Quyên hiện tại toàn thân đau xót, thân là bạn cùng phòng, tôi cần đưa cậu ấy về dưỡng thương. Dương Huyền từ trên mặt đất cổng Hạ Quyên lên, thoát khỏi một đám mã phu dây dưa, đi về phía chỗ ở, bỗng nhiên, loáng thoáng thấy được một khung vuông đơn sơ trên mặt đất. Hắn ngây ngẩn cả người. Nhìn chầm chầm bóng ma trên mặt đất, Dương Huyền khó có thể tin nhìn bản điều khiển xuất hiện trước mắt, không dám chớp mắt. Tìm thư uyển www chấm com sợ dây tiếp theo bản điều khiển sẽ biến mất. Trước mắt hiện lên bản điều khiển thập phần đơn sơ, nền trắng chữ đen, giống như trang sách, bên phải có cái màu xám số. Phía bên trái rõ ràng viết. Tình báo hôm nay, một, người hôm nay gặp qua hảo hữu Hạ Uyên, thu được liên quan tình báo. Hạ Uyên phát hiện đi nội viện nằm, có thể vụng trộm lẻn vào nội viện trộm học võ công. 2. Ngươi hôm nay gặp qua ngoại viện quản sự, đạt được tình báo liên quan. Ngoại viện quản sự vụng trộm đem một phần quyền pháp bí tịch, giấu ở củi phòng đóng cỏ. 3. Người hôm nay gặp qua nội viện hộ vệ, thu được tình báo liên quan. Nhị tiểu thư hộ vệ tổn thất nghiêm trọng, gần đây dự định tuyển một nhóm hộ vệ mới. 4. Người hôm nay gặp nha hoàng, thu được tình báo liên quan. Nhị tiểu thư ham ngựa như mạng, bảo câu ngọc sư tử được nuôi nấng tinh tráng cường hãn, lần này vây săn sẽ có thu hoạch lớn. Hôm nay ngươi gặp qua quản gia, thu được tin tức liên quan. Ngoài thành có yêu ma làm loạn, không nên ra ngoài. 6. Ngươi hôm nay đi qua nhà bếp, đạt được tình báo liên quan. Trong thành có người may mắn câu được linh ngư, bán ra hai lượng bạc giá trên trời, khiến cho không ít nghị luận sôi nổi. 7. Ngươi hôm nay đi qua bếp, thu được tình báo liên quan. Trong thành có người đốn củi vào núi tìm được bảo dược, bán ra giá trên trời ba lượng bạc, khiến cho nghị luận sôi nổi. 8. Người hôm nay đi hậu trù, thu được tương quan tình báo. Hậu trù trưởng mui yêu thích Nam Phong, là một cái ngược đãi cuồng, muốn học được tay nghề, nhất định phải trả giá thật lớn. 9. Người hôm nay đi qua bếp, thu được tình báo liên quan. Thương gian sóng gió lớn dần, đánh cá cần cẩn thận. 10. Người hôm nay gặp qua nhị tiểu thư, thu được tình báo liên quan. Đại tiểu thư tu tiên thành công trên núi gửi thư, ít ngày nữa sẽ trở về Khương Gia, mang một nhóm người đi tới tiên môn. Chương 02 Xanh đậm, thêm điểm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Tình báo hàng ngày Dương Huyền nhìn bản tình báo đột nhiên xuất hiện trước mắt, đại não có chút ngừng hoạt động, ánh mắt không chớp một cái. Sửng sốt thật lâu, mới thăm dò nhắm mắt lại, mở mắt ra, qua lại mấy chục lần đều vẫn tồn tại lúc này mới tin tưởng là ngón tay vàng của mình đến sổ sách yêu ma làm loạn trên núi tiên môn nguyên lai thế giới này thậm chí có yêu ma còn có tiên môn bình tĩnh bình tĩnh tại sao số bên phải là màu xám quên đi trước tiên nhìn rõ tình báo bên trái rồi nói sau hôm nay cậu gặp bạn tốt hạ uyên thu được tin tức liên quan hạ uyên phát hiện đường ngầm đi vào nội viện có thể lén lút lẻn vào nội viện học trộm võ công. Thấy vậy, Dương Huyền mơ hồ hiểu được vì sao hôm nay Hạ Uyên lại quên cho ngựa ăn, bị đánh đòn trách phạt. Thì ra là trộm học võ công, quên mất thời gian. Bất quá, tin tức này thật giả hay không, còn cần nghiệm chứng một chút, Dương Huyền đem Hạ Uyên cổng trở về phòng, đặt ở trên giường, đóng chặt cửa sổ, ghé vào bên tai của hắn, nói ra. Ngươi không nên lén lút chạy vào nội viện nữa. Cái gì? Hạ Quyên ngẩn ra, nói. Nội viện nơi đó là chúng ta những nô bộc này có thể đi. Thật sự chưa từng đi qua. So với Hạ Quyên, Dương Huyền vẫn tin tưởng hơn. Hạ Quyên, chúng ta sớm chiều ở chung, em còn không hiểu anh. Em biết anh khẳng định đã từng vào nội viện. Không có, hôm nay tôi bị tiêu chảy thật. Ngữ khí Hạ Quyên vô cùng khẳng định, chợt nghi hoặc nói. Sao vậy Huyền ca, ngươi chẳng lẽ cũng muốn vào nội viện học võ công? Không cam lòng vĩnh viễn làm nô lệ. Nhưng nếu có cơ hội như vậy, ta tuyệt đối sẽ không quên huyền ca ngươi, nhưng ta thật chưa từng đi qua nội viện A. À. Tiểu tử này còn đang gạt ta. Xem ra là không coi ta là huynh đệ A. À. Dương huyền thế nhưng là rõ ràng, trọng học võ công. Một khi bị phát hiện cũng không chỉ là bị tại chỗ loạn côn đánh chết đơn giản như vậy, mà là sẽ bị nghiêm hình khảo vấn thêm vào liên lụy. Nếu là Hạ Uyên bị người phát hiện trọng học võ công, Dương Huyền Thân là bạn cùng phòng cho dù không biết, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Cho nên, bất kể là vì an nguy của bản thân, hay là vì niềm chứng tính chân thật của bản tình báo, Dương Huyền đều phải truy vấn đến cùng. Người nói thật với ta, có đi qua nội viện hay không? Thật không có. Vậy được, nghỉ ngơi sớm một chút. Dương Huyền không hỏi nữa, xoay người ra cửa anh bạn, anh bạn, anh và anh bạn, phải không? được, vậy đừng cách ta lòng dạ ác độc. Ngay khi Dương Huyền đi tới cửa, sau lưng bỗng truyền đến giọng nói suy yếu của Hà Nguyên. Huyền ca, chờ một chút. Dương Huyền xoay người, lần này Hà Nguyên không giấu cậu nữa mà đem chuyện ngầm nói ra. Ngươi là nói một tháng trước, ngươi liền phát hiện một cái cống thoát nước có thể nối thẳng nội viện trọng học võ công dương huyền thật đúng là không nghĩ tới sẽ có kinh hỷ như vậy một tháng a hạ Quyên thật con mẹ nó là một nhân tài chuyện này giấu ở trong lòng ta thật lâu ta ai cũng chưa từng nói qua nếu không phải huyền ca ngươi hôm nay cứu ta một mạng chỉ sợ ta căn bản không chịu nổi hôm nay hạ Quyên trầm giọng nói cho dù một tháng len lén luyện võ ngại dinh dưỡng không đủ thân thể của hắn cũng không khá hơn chút nào mười roi kia là nha hoàng luyện võ quốc tuyệt đối cam đoan có thể đánh người sống không bằng chết. Mười roi đã là cực hạn của hắn, nếu là không có Dương Huyền, hôm nay hắn tuyệt đối sẽ bị đánh chết tại chỗ. Hạ Quyên cắn răng, nói. Huyền ca, ta biết trọng học võ công, nếu như bị phát hiện, chỉ có một con đường chết, nhưng ta Hạ Quyên cũng không thể làm cả đời nô tài. Dương Huyền cảm động lây, đờ đẫn gật đầu. Hắn xuyên qua giống như thức tỉnh trí nhớ kiếp trước anh và cha mẹ Hạ Quyên đều là nô lệ của Khương Gia. Hai người sinh ra chính là nô bộc, nhập nô tịch, con cháu đời đời đều là nô bộc Khương Gia. Nhưng một gia nô địa vị ti tiện cư nhiên lén lút tiến vào nội viện, trọng học võ công của chủ nhân, loại hành vi này có thể nói to gan lớn mật, không muốn sống tới cực điểm. Thà làm ăn mày, không làm nô lệ. Dương Huyền nhắm mắt lại, hồi tưởng này hơn 10 năm qua nô bộc sinh hoạt kinh nghiệm, hung hăng phun ra một ngụm ác khí thà làm ăn mày, không làm nô lệ, thà làm ăn mày, không làm nô lệ. Hạ Quyên thì thào tự nói. Vừa nói, trong mắt càng lúc càng sáng. Dần dần, trong mắt phản phất có hỏa diễm đang thiêu đốt. Huyền ca nói đúng, Hạ Quyên ta cho dù biến thành ăn mày, cho dù chết, cũng không muốn làm nô bộc. Dương Huyền vỗ vỗ bả vai Hạ Quyên, ngồi ở bên giường, không vội không nóng nảy, suy tư hành động kế tiếp. Có bản điều khiển để thay đổi số phận tính chân thực của bản tình báo dĩ nhiên không cần hoài nghi hiện tại hắn phải làm chính là suy nghĩ lợi dụng bản tình báo đến tột cùng có thể mang đến ưu thế gì cho hắn luyện võ tu tiên nắm giữ vận mệnh của mình dương huyền một lần lại một lần nhìn tình báo trên mặt bàn dần dần khóe miệng trở nên so với a ca còn khó ép hơn nhớ tới lúc quỳ xuống lĩnh thưởng trông thấy đôi giày màu trắng cao cao tại thượng của nhị tiểu thư khảm mỹ ngọc dương huyền âm thầm nghĩ một ngày nào đó chính mình cũng có thể làm cho nàng người nhìn lên chính mình dây. hai ngươi hôm nay gặp qua ngoại viện quản sự đạt được tình báo liên quan ngoại viện quản sự vụn trộm đem một phần quyền pháp bí tịch giấu ở củi phòng đóng cỏ giang hyun đã nhắm mục tiêu vào thông tin thứ hai ban ngày nhiều người mắc tạp dễ dàng bị người phát hiện ban đêm chờ hạ uyên ngủ say dương huyền cẩn thận ra ngoài mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám hướng. Sinh hoạt hơn 10 năm, hắn đối ngoại viện lại là quen thuộc bất quá, Dương Huyền theo trí nhớ hướng về sài phòng mà đi. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy phía trước có một đạo lén lút thân ảnh, tựa hồ cùng hắn đi về cùng một phương hướng. Chẳng lẽ quản sự ngoại viện để bí tịch ở đó là để chuẩn bị cho người này? Dương Huyền như hiểu ra. Không nhanh không chậm, đi theo phía sau người nọ. Hắn có thể nhìn thấy người nọ, người nọ lại không nhìn thấy hắn đây chính là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ vàng ở phía sau. Chỉ thấy, người nọ quen đường cũ đi tới ngoại viện sai phòng, thoáng phát lực, nâng lên đống củi. Lộ ra một quyển bí tịch võ đạo. Nhìn thấy bí tịch, người nọ tâm thần mừng như điên, hô hấp đều dồn dập vài phần, cố gắng đè nén hưng phấn. Dương Huyền cũng trấn định thông dông, đoán ra thân phận của người nọ. Đến tột cùng là ai có thể để cho ngoại viện quản sự giấu kín bí tịch. Nội viện người, tự nhiên không có khả năng. Nhưng ngoại viện đều là chút nô bộc, không nghe nói có người có quan hệ như vậy, có thể làm cho ngoại viện quản sự đều bí quá hóa liều. Phải biết rằng, ở Khương gia đại viện, giấu kín bí tịch một khi bị phát hiện, cũng là sẽ bị xử cực hình. Có thể làm cho ngoại viện quản sự mạo hiểm lớn như vậy. Tất nhiên là có lợi. Thân phận người này tất nhiên cũng không đơn giản. Mắt thấy người nọ cầm bí tịch đi tới một chỗ bí ẩn, tìm thư uyển v đúc v v chấm giao su chấm công nương theo ánh trăng nhìn lên dương huyền cũng an tĩnh đứng ở trong góc tối cực kỳ kiên nhẫn chờ đợi người nọ lật xem tốc độ rất nhanh không đến nửa canh giờ liền thu hồi bí tịch xoay người qua lại dò xét một cái nói ra đi ra đi ta đã nhìn thấy ngươi thấy tôi không dương huyền vẻ mặt đạm mạc căn bản không tin chuyện ma quỷ này ai nghiêm túc thì thua lừa gạt ai mà không người này còn rất cẩn thận xem như là một nhân vật sau một lúc lâu ngay cả bóng ma cũng không nhìn thấy người nọ thở ra một hơi thật dài rốt cục yên lòng hắn rón rén trở lại phòng củi cẩn thận nâng đống củi lên đem bí tịch thả trở về đợi hắn rời đi hồi lâu sau trong góc tối mới đi ra một người một lần nữa đi tới cất giữ bí tịch đóng củi trước đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí lấy ra bí tịch tìm một chỗ bí ẩn mượn ánh trăng nhìn lên dương huyền lật sách tốc độ rất nhanh một lát công phu liền đem bí tịch xem xong đang lúc hắn dự định ghi nhớ bỗng nhiên số với một màu xám trên bảng nhảy lên rạng rỡ sinh huy hiện ra một hàng chữ viết ngưu ma quyền chưa nhập môn xì thì ra số này là thêm điểm dùng chỉ thấy bản gốc như trang sách chia làm hai bộ phận trang sách bên trái là bản tình báo trang bên phải là thêm bản điều khiển. Dương Huyền trong lòng mừng rỡ, nhưng không có lập tức thêm điểm, mà là đâu vào đấy đem bí tịch thả về chỗ cũ. Có thể thêm ngay lập tức. Thâm Lam, thêm điểm. Lặng lẽ không một tiếng động trở lại phòng, Dương Huyền hung hăng điểm một cái trên bản điều khiển. Chương 03 Quyền pháp viên mãn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Ngưu ma quyền Nhập môn trong nháy mắt, trong đầu Dương Huyền hiện ra nội dung quyền lý, chiêu thức của ngưu ma quyền. Ngưu ma đỉnh giác, ngưu ma luyện gia, ngưu ma trà đạp. Dương Huyền giống như luyện quyền luyện mấy năm, đối với ngưu ma quyền nắm giữ đạt tới một cái nhập môn trình độ. Đồng thời, thân hình của hắn cũng cường tráng hơn một đoạn. Theo thêm điểm thành công, Dương Huyền quanh năm dinh dưỡng không đủ, thân thể mệt mỏi không chịu nổi chậm rãi cường đại lên. Cảm giác nặng nề trên người giảm bớt, thắt lưng đau nhức cũng được cải thiện làm cho hắn có cảm giác như trút được gánh nặng cũng là lúc này hắn mới biết được nguyên lai thân thể của mình vậy mà mệt nhọc đến loại trình độ này nếu như không có bàn tay vàng thân là nô bọc hắn vẫn làm lao động hắn chỉ sợ không có mấy năm thân thể liền muốn xảy ra tật xấu sau đó bị khương gia đào thải cái thế đạo chết tiệt này trăng sáng sau thưa dương huyền nhìn ra ngoài cửa sổ ánh mắt xa xăm mà thâm thúy thật dài thở ra một hơi trọc khí. Thế giới bệnh hoạn này, giai cấp cố định đến mức có thể so sánh với chế độ chủng tính, ý kiến môn hộ ăn sâu bén rễ. Tầng dưới chót vĩnh viễn không có ngày nổi bật. Giờ phút này, có bàn tay vàng, mới rốt cục làm cho thân là nô lệ dương huyền thấy được xuất đầu hy vọng. Nếu như ta luyện thành võ công, không biết chủ nô vị trí có thể hay không đổi lại, ta cầm roi quất nhì tiểu thư, nàng biểu hiện tốt, lại thưởng nàng bạc nhớ lại chuyện ban ngày dương huyền thầm nghĩ không không thể nóng vội ngưu ma quyền nhập môn thay đổi vận mệnh mỗi khi đại sự phải có tỉnh khí số kia đã xám đi hẳn là có điều kiện sử dụng gì đó dương huyền nằm ở trên giường bình yên ngủ thiếp đi huyền ca cho tà màng cho ngươi một cái bánh bao sáng sớm hôm sau hạ uyên dậy sớm đưa một cái bánh bao tới dương huyền gật đầu cảm ơn không thể không nói, người luyện võ khôi phục chính là nhanh, nằm cả đêm lại có thể xuống giường đi lại. Hai ba cái ăn xong điểm tâm, lại là một đống lớn sự vụ phức tạp, một khắc cũng không để cho hai người dừng lại. Tuy nói hai người đều là nuôi ngựa nô lệ, nhưng ngoại trừ nuôi ngựa bên ngoài, còn có rất nhiều việc vặt để cho bọn họ đi làm. Đặc biệt là cái kia ngoại viện quản sự, tự hồ là trong ngựa nô bộc nghỉ ngơi, trong lòng liền không công bằng nhiều lần muốn bọn họ làm cái này làm cái kia. Nhất là Dương Huyền, bị trọng điểm nhắm vào. Huyền ca, ta thấy quản sự kia chính là xem ngươi ngày hôm qua được nhị tiểu thư ban thưởng, không có hiếu kính hắn, mới ghi hận trong lòng, nhiều lần nhầm vào. Hạ Quyên nhỏ giọng nói. Đời người như quỷ, tiểu quỷ khó chơi. Dương Huyền hung hăng cắn một miếng bánh bao. Này năm lượng bạc là hắn điều dưỡng thân thể dùng, sự tình liên quan hắn tương lai võ đạo tu hành sao có thể hiếu kính người khác bất quá ngoại viện quản sự để cho hắn làm này làm kia chạy khắp nơi ngược lại để cho hắn có tiếp xúc càng nhiều người cơ hội có thể làm mới thêm nhiều thông tin hàng ngày chỉ là để cho ngoại viện quản sự đều bí quá hóa liều vì hắn giấu kín quyền pháp bí tịch người kia đến tột cùng là ai cho tới trưa dương huyền bận rộn đồng thời cũng đang tìm kiếm người nọ nhưng thủy chung đều không có tìm được đối tượng hoài nghi bất kể là ai, món nợ này ta đều ghi nhớ. Bận rộn cả một buổi sáng, thẳng đến lúc ăn cơm trưa, Dương Huyền mới có thời gian nghỉ ngơi một lát. Nếu như là thường ngày, hắn đã sớm mệt mỏi nằm sắp xuống, nhưng tại ngưu ma quyền gia tăng dưới, hắn còn có một chút tinh lực. Theo lực chú ý tập trung, Dương Huyền trước mắt lần nữa xuất hiện nền trắng chữ đen mặt bản, để cho hắn yên ổn không ít. Chỉ là đáng tiếc, cái kia màu xám rê hào vẫn không có nhảy lên nữa hoàn toàn không có sáng lên ý tứ. Không phải thứ này cần năng lượng linh thạch gì mới có thể bổ sung chứ. Dương Huyền suy đoán không ổn. Thời gian từng chút từng chút trôi qua. Khi lần nữa đi tới giữa trưa thời gian, Dương Huyền mở to mắt, trước mắt mặt bản lập tức rực rỡ hẳn lên. Nhìn thấy trên mặt bản một lần nữa sáng lên hào, hắn nở nụ cười, trong lòng rộng mở trong sáng, nhất niệm thiên địa rộng. Thâm lam, thêm điểm. Dương Huyền không chút do dự điểm ở trên quy văn tự trên mặt bàn nhất thời xảy ra biến hóa. Ngưu ma quyền. Tiểu thành nhất thời, Dương Huyền tứ chi bách hài hiện ra một cổ trước nay chưa từng có lực lượng, tê dại eo trở nên long tinh hổ mảnh, toàn bộ thân thể cũng linh động vài phần. Huyền ca, ngươi đứng đó làm gì? Tiêu hóa tiêu hóa, cơm nước xong không cần lập tức ngồi xuống, có trợ giúp tiêu hóa. Dương Huyền vừa cười vừa nói hạ quyên bừng tỉnh đại ngộ cũng đứng lên theo dương huyền bật cười mở bản tình báo ra quả nhiên hôm nay tình báo cũng đổi mới lần nữa thông tin hôm nay một ngươi hôm nay gặp qua hảo hữu hạ quyên đạt được liên quan tình báo hạ quyên trải qua nhắc nhở của ngươi vì cẩn thận không có lại lén lút lẻn vào nội viện trọng học võ công hai ngươi hôm nay gặp qua ngoại viện quản sự thu được tình báo liên quan ngoài viện quản sự đem bí tịch quyền pháp giấu ở củi phòng, cầm về. Ba, ngươi hôm nay gặp qua hộ vệ nội viện, thu được tình báo liên quan. Nhị tiểu thư sang thú trở về, lại chết một hộ vệ, gần đây dự định tuyển nhận hộ vệ mới. Bốn, ngươi hôm nay gặp nha hoàng, thu được tình báo liên quan. Bảo câu ngọc sư tử được nuôi nấng tinh tráng cường hãn, lần này trợ giúp nhị tiểu thư ở trong vây săn nổi bật. Năm, ngươi hôm nay gặp qua quản gia, thu được tương quan tình báo triều đình đối ngoài thành làm loạn yêu ma tăng thêm khen thưởng. 6. Hôm nay người đi qua bếp, thu được tình báo liên quan. Mấy thôn chài bên hồ Tấn Dương đều đã xảy ra chuyện, nghe nói là có thủy quỷ quấy phá. 7. Người hôm nay đi qua nhà bếp, thu được tình báo liên quan. Buôn bán thịt heo ở ngoại ô thành, bỗng nhiên điên cuồng cầm đao liên tục giết 13 người, bị quan phủ bộ khoái vây công đánh chết. 8. Người hôm nay đi hậu trù, đạt được tương quan tình báo hậu trù trưởng mui, trước mặt mọi người hung hăng trách phạt một gã trọng học trù nghệ học đồ, khiến cho ngoại viện nhiệt nghị. 9. Người hôm nay đi qua bếp, thu được tình báo liên quan. Thương gian sóng gió lớn dần, giá cá tăng lên 10. Người hôm nay gặp qua nhị tiểu thư, đạt được tình báo liên quan. Nhị tiểu thư dự định từ trong hộ vệ chọn lựa ra một nhóm mầm non tốt, mang đến tiên môn. Ngoài thành có thủy quỷ quấy phá, còn có yêu tà làm loạn, thế đạo này quả nhiên là không muốn người sống. Lại chết người, tìm thư uyển www chấm com tại nhị tiểu thư bên người làm hộ vệ quả nhiên cũng là cái công tác nguy hiểm cao. Nhưng nhị tiểu thư định tuyển hộ vệ mới, ta cũng muốn tranh thủ một chút, đây chính là có hy vọng đi tới tiên môn. Dương Huyền làm tốt quyết định. Luyện võ tính là cái gì? Tu tiên mới có thể trảm yêu trừ ma, trở nên nổi bật nhưng hiện tại phải dựa vào võ công trở thành hộ vệ mới được. Ngày thứ ba Ngưu Ma Quyền Đại thành, mênh mông lực lượng lưu chuyển toàn thân, để cho Dương Huyền thân thể càng phát ra cường đại. Dần dần, gần như đạt tới hàng thử bất xâm trình độ, Dương Huyền tinh thần cũng là càng ngày càng tăng vọt. Mọi người xung quanh đều cảm thấy Dương Huyền đã thay đổi rất nhiều. Bất quá, có năm lượng bạc kia làm che giấu, cũng không ai hoài nghi Dương Huyền là luyện võ công duyên cớ nhưng Dương Huyền vẫn có chút cảnh giác, nếu tiếp tục tăng lên, chỉ sợ sẽ khiến cho Khương Gia chú ý. Dù sao, hắn võ công nguồn gốc không rõ, hiện tại cần chính là cậu thả phát dục, không thể quá mức nổi bật. Vì thế, Giang Hy Uông thay quần áo rộng. Ngày thứ tư Văn, lầm lẫn, giả dối Thân hình cũng khôi phục nguyên trạng, nhưng trong thân thể áp súc lại là lực lượng tinh hoa cực kỳ cường đại. Võ đạo thành công, trừ bệnh cường thân, nội kình gia thân, bách bệnh bất xâm, hàng thử bất xâm, tinh lực dư thừa. Giờ phút này, đêm lớn di thiên, một mảnh hắc ám, Dương Huyền mở to mắt, lại cảm giác giống như ban ngày. Trong tầm mắt, đều là phong cảnh. Huyền ca, sáng sớm hôm nay, nhị tiểu thư mệnh hạ nhân truyền đến tin tức, hôm nay muốn tuyển một nhóm hộ vệ. Mỗi người đều có thể báo danh tham gia, chỉ cần đánh vào top 3 là có thể trở thành hộ vệ của nhị tiểu thư rồi. Sáng sớm, Hạ Quyên rất hưng phấn nói. Chương 04 Bày chó hỗn chiến Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đều nghe cho kỹ, nhị tiểu thư lập tức sẽ tới, muốn làm hộ vệ nô tài ngoan ngoãn xếp hàng, đứng vững. Trên diễn võ trường, quản sự ngoại viện phan nhân vênh váo tự đắc, nhìn xuống tất cả nô bộc ngoại viện nói. Vừa nghĩ tới bên dưới nô lệ bên trong có người có thể trở thành nhị tiểu thư hộ vệ, trèo lên cành cao, hắn liền trong lòng phẫn quốc. Cũng may hắn sớm có chuẩn bị, nhớ tới cung phụng nô bộc kia dâng lên, trên mặt phan nhân nhộn nhạo ra một chút dư vị. Có cái kia luyện quyền pháp nô bộc, hôm nay tất yếu cho Dương Huyền cái này hạ tiện mã nô một cái hung hăng giáo huấn để cho hắn biết cái gì gọi là tôn ti quý tiện. Huyền ca, phan bái bị nhìn ngươi ánh mắt không tốt. Trong quá trình xếp hàng, Hạ Quyên nhỏ giọng nhắc nhở. Dương Huyền khẽ gật đầu, trầm mặt không nói ngay thường quản sự phan nhân ý vào tay có chút quyền lực, đối đãi với bọn họ những nô lệ này như con kiến. Chớ nói chi là, năm lượng bạc ngày đó mình được nhị tiểu thư ban thưởng cư nhiên không có lấy ra hiếu kính phan nhân. Đây là một tội lỗi không thể tha thứ đối với phan nhân. Sao có thể không sinh lòng oán giận? Bất quá, đợi lát nữa so đấu hoàn toàn dựa vào bản lĩnh, phan nhân nhìn như thân phận tài trí hơn người một bậc, nhưng ở trước mặt nhị tiểu thư căn bản không có tư cách nói chuyện, chớ nói chi là nhúng tay vào tuyển chọn hộ vệ cứ như vậy nơi phan nhân có thể dở thủ đoạn cũng chỉ còn lại người đêm hôm đó nhìn lén quyền phổ người nọ đến tột cùng là ai dương huyền nhướng mày lui tới phía sau mọi người cố ý chọn một vị trí đứng sau đội ngũ như vậy không khiến người ta chú ý cũng dễ quan sát tình huống của đối thủ bất quá vẫn không tìm được mục tiêu hoài nghi dương huyền cũng không thèm để ý nghệ cao nhân gan lớn theo ngưu ma quyền viên mãn dũng khí của hắn cũng dần dần cường tráng lên lúc tỷ đấu người nọ tất nhiên sẽ lộ rõ trong đội ngũ không ít người đều mặc quần áo bình thường giống như hắn thay một thân quần áo sạch sẽ cũng không nhiều không phải tất cả mọi người hiểu đạo lý người dựa vào quần áo hạ quyên cũng phát hiện ra điểm này nhỏ giọng nói huyền ca đa tạ ngươi lúc trước nhắc nhở ta bằng không ta còn mặc bình thường cũ nát quần áo nhớ lời lúc trước của ta chứ. Dương Huyền nhìn về phía trước, thấp giọng nói. Hạ Quyên trịnh trọng gật đầu, im lặng không lên tiếng. Nghe nói là đi làm hộ vệ cho nhị tiểu thư, người đi lên xếp hàng cũng không nhiều, thuần một sắc người trẻ tuổi. Dương Huyền phát hiện rất nhiều lão nhân ánh mắt né tránh, cũng không có tiếng lên xếp hàng, tự hồ biết chút tin tức nội tình. Tỷ như, tỷ lệ sống sót của nhị tiểu thư hộ vệ cũng không cao. Ngẫm lại cũng đúng, cổ nhân nói bạn quân như bạn hổ huống chi nhị tiểu thư này còn là con hổ cái điêu ngoa bốc đồng nếu là có cơ hội khác dương huyền tuyệt đối sẽ không tới lội nước đục này tham gia tuyển chọn hộ vệ gì nhưng trở thành hộ vệ ý nghĩa có một tia hy vọng bước vào tiên môn tiếp xúc tiên đạo điều này làm cho hắn không tranh cũng phải tranh ngưu ma quyền viên mãn vô địch trong lòng dương huyền nặng trịch ngưu ma quyền viên mãn làm cho hắn đối với tuyển chọn hộ vệ ngược lại có vài phần lo lắng. Nhưng ngưu ma quyền lai lịch không rõ, nếu là bị người phát hiện hắn một cái mã nô cư nhiên trọng học võ công. Rất có thể sẽ bị đánh chết tại chỗ. Lúc này, bên sân truyền đến một trận xôn xao. Nhị tiểu thư đến rồi. Nhị tiểu thư mới 16 tuổi, đã trưởng thành đại mỹ nhân, nghe nói nàng từ nhỏ đều là dùng thượng đẳng nhất sữa bò, trân châu tắm rửa, làn da so đậu hũ còn trắng hơn, trên người kỳ lạ mùi thơm càng là có thể hấp dẫn đến hồ điệp bạn nhảy. Thú vị, đừng đụng vào quý nhân. Dương huyền ngưu ma quyền sau khi viên mãn, thính lực kinh người, nghe bên sân truyền đến tiếng xì xào bàn tán, hít sâu một hơi. Nhị tiểu thư đến, tuyển chọn hộ vệ sắp bắt đầu. Chính là không biết 36 người tranh cử hộ vệ này. Đợi lát nữa có thể đứng trở về, lại có thể có mấy người. Uông. Uông. Gâu 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 bỗng nhiên liên tiếp tiếng chó sủa truyền đến bên sân một trận xôn xao trong đội ngũ không ít người cũng hai cổ chiến chiến nghe tất cả mọi người hiện tại lên đài hỗn chiến tại trong đàn chó săn cuối cùng đứng mười người liền thông qua sơ tuyển lãnh diễm thiếu nữ ngồi ở trên kháng đài ngọc thủ vuốt ve yêu khuyển gia lông, nói với mọi người người trong đội ngũ nhất thời hai mặt nhìn nhau ai có thể nghĩ đến hộ vệ luận võ tuyển chọn lại không phải lôi đài chiến hình thức mà là đại hỗn chiến. Đồng thời, bọn họ chẳng những phải đối mặt với đối thủ cạnh tranh, còn phải tránh né chó săn, không thể đem chó săn đã thương đánh chết. Ở Khương Gia, mạng chó so với mạng người còn quan trọng hơn. Dù sao, ai không biết nhị tiểu thư bình sinh có hai đại sở thích, một là yêu ngựa như bảo, hai là yêu chó như mạng. Cho dù bọn họ ở trên đại có thể đứng đến cuối cùng, thông qua sơ tuyển, trên người còn có thể có mấy khối hoàn hảo nếu là tàn phế, phế đi, lại không thông qua tuyển chọn hộ vệ, Khương gia còn muốn bọn họ sao? Trong lúc nhất thời, lòng người không yên, mọi người trong đội ngũ hoảng sợ biến sắc, không ít người nơm nớp lo sợ rút lui. Dương Huyền đứng ở phía sau đội ngũ, cúi đầu suy nghĩ. Bầy chó cắn xé, đại hỗn chiến cùng một chỗ, hắn không bại lộ quyền pháp, thật có thể giải quyết này hơn 30 người, toàn thân trở ra. Thiếu chiến đấu thực tế, Giang không dám đảm bảo mình có khả năng như vậy. Đùng đùng. Thanh âm roi phá không bảo mệnh chợt vang lên. Lãnh diễm thiếu nữ ngồi ở trên khán đài, ngẩng lên cầm trắng như tuyết, lộ ra cổ thiên Nga thon dài trắng noãn, nhìn xuống toàn trường, phất roi trên tay, không kiên nhẫn nói. Đám chó săn đều gào khóc, muốn làm hộ vệ của bổn tiểu thư, ngay cả chút lá gan này cũng không có. Lời vừa nói ra, lập tức trong đội ngũ một trận xôn xao không còn đường lùi bước, bình thường quan hệ không tệ ánh mắt chớp động, dĩ nhiên kết thành tiểu đoàn thể. Hiện tại, không có chút đường lui nào đáng nói. Hoặc là trở thành 10 người đứng cuối cùng. Hoặc là chết ngay lập tức. Dương Huyền nhìn Hạ Quyên, tìm Thư Uyển thấp giọng nói. Đợi lát nữa lên sân khấu, vẫn là dựa theo lời ta nói, nhưng ngươi ngàn vạn lần chú ý không được làm bị thương đám chó dữ kia. Ta đỡ được. Hạ Quyên cắn răng nói. Uông. uông 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 nhìn thấy có người lên đài đám chó giữ trên diễn võ đài nhất thời hai mắt xanh lè hung ác nhào tới cắn loạn a à, một gã thiếu niên né tránh không kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết bốn phương tám hướng đàn chó nhào lên cắn loạn đầu mặt vai lưng hắn khắp nơi vì đàn chó cắn răng sắc bén cả người đẫm máu tiếng kêu thảm thiết nghe được mọi người dưới sân đều là tâm thần phát run nhìn thấy một màn máu chảy đầm đìa này, trên khuôn mặt xinh đẹp trắng như tuyết lại hiện lên một tia hăng hái. Phạm vi diễn võ đài cũng không lớn. Chính con chó giữ cộng thêm 36 người lập tức có vẻ chật chội, bốn phương tám hướng không phải chó thì là người. Hỗn chiến trong nháy mắt bộc phát. Nhiều người vẫn chưa trở lại với chúa từ sự hỗn loạn. Trong ánh mắt kinh dị của Dương Huyền ở dưới sân, dẫn đầu né tránh chó dữ, ra quyền với một gã thảo hán cao lớn đây là người có khả năng học quyền cao nhất tên thảo hán kia là thủ lĩnh của đoàn thể nhỏ ba người khuôn mặt chữ quốc cương trực lẫm liệt ngang nhiên nên đón còn lại hơn ba mươi người vui mừng thấy kỳ thành thảo hán luận thân hình là khôi ngô nhất trong ba mươi sáu người vừa nhìn chính là bắp thịt cứng rắn không dễ đối phó lại có người đầu sắc như thế vậy không thể tốt hơn lãnh diễm thiếu nữ cũng chú ý tới một màn này nhìn thấy dương huyền thân hình cao lớn quần áo sạch sẽ, lại phản ứng nhanh chóng, âm thầm gật đầu, đối với bên cạnh hộ vệ hỏi. Nô tài này gan dạ không nhỏ, tên là gì? Chương không năm. Ngoài ý muốn biến cố. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Nhị tiểu thư, đây chính là mã nô dương huyền nuôi ngựa cho người, lúc trước người còn ban thưởng cho hắn. Một gã hộ vệ tinh hãng bên cạnh nhắc nhở. Không nghĩ tới vài ngày không gặp, biến hóa còn không nhỏ, năm lượng bạc này ngược lại là đáng giá. Nhị tiểu thư cắn miếng vải, cười nói. Nàng đối với cái này mã nô có chút ấn tượng, nhưng mấu chốt còn phải xem cái này dương huyền có thể hay không chiến thắng cái kia thảo hán. Nếu như chủ động xuất kích kết quả là lấy trứng chọi đá, vậy thì không phải là phản ứng nhanh chóng, mà là lỗ mãn xúc động. Thật can đảm. Thảo hán cũng không nghĩ tới, lại có người vừa lên đã dám ra tay với mình, lúc này vung ra một quyền. Vốn tưởng rằng một quyền này có thể đem Dương Huyền đánh lui, lại không nghĩ tới một cổ lực lượng bái mạc có thể làm truyền đến. Răng rắc. Từng quyền va chạm, tại chỗ phát ra một tiếng giọng tan, Thảo Hán Kinh Hải phát hiện cánh tay trái dĩ nhiên hoàn toàn gãy xương. Tiểu tử này lực lượng thật mạnh. Thảo Hán thân hình bạo lui. Hai gã đồng đội phát giác không đúng, đã muốn tiến lên vây công Dương Huyền, sau lưng lại đột nhiên có tiếng xé gió truyền đến. Trong nháy mắt, hai người trực tiếp bay ra khỏi lôi đài ba ba hai chân dứt khoát giải quyết hai người thân ảnh thon gầy của hạ uyên biến mất trong quần thể hỗn chiến còn có cao thủ thảo hán tâm thần hoảng hốt thân hình có rụt lại vội vàng lui vào trong đám người đang tính toán thở dốc bỗng nhiên một bàn tay đen thăm dò tới đê tiện đối mặt với bàn tay đen trọng đào của con khỉ này thảo hán sợ tới mức vong hồn bốc lên dơ quyền phải lên đập về phía sau rầm một tiếng. Quyền phải rung động một trận, thế nhưng bị chấn đến cánh tay tê dại, ngay sau đó lại là một cước quốc ức đá tới, thảo hán né tránh không kịp, lúc này bị đá xuống lôi đài. Biến hóa cực nhanh, làm vô số ánh mắt sợ ngây người. Từ dương huyền ngang nhiên ra tay, đánh lui thảo hán, rồi đến hạ uyên giết ra, đào thải hai người, rồi đến thảo hán bị người đánh lén đào thải, để cho rất nhiều người đều không kịp phản ứng. Cậu nô tài này không tệ nhìn trên lôi đài một người dẫn đầu dương huyền, lãnh diễm thiếu nữ khóe miệng hơi nhếch lên, vẫn lên trắng như tuyết bắt chéo chân, như cười như không nói. Bất quá nha, có thể hay không đứng đến cuối cùng, vậy thì không nhất định nha. Là một cao thủ. Nhìn thấy Thảo Hán bị đào thải, tâm thần hạ uyên trùng mình. Huyền ca nói một điểm không sai, quả nhiên có người giống như bọn họ ẩn tàng thực lực, muốn giả heo ăn thịt hổ. Hạ độc thủ nhớ tới lúc trước dương huyền nhắc nhở hạ uyên nhất thời cẩn thận hơn vài phần ra tay càng thêm bí mật xem ra thiếu niên đen gầy hắc thủ này chính là người quản sự ngoại viện lén trao quyền phổ dương huyền trấn định thông dong lúc trước là không có mục tiêu không dễ ứng đối hiện tại địch minh ta ám ngược lại dễ làm lúc trước hắn cũng không một quyền đem thảo hán giải quyết một là không muốn bại lộ thực lực hai là vì dẫn rắn xúc động quả nhiên Người nọ cùng hắn ông ý nghĩ giống nhau, muốn đem thảo hán cao lớn đào thải trước, lần này liền để cho thiếu niên đen gầy kia bại lộ không thể nghi ngờ. Máu tươi bắn tung tóe, đám chó điên cuồng cắn. Hỗn chiến kết thúc nhanh hơn so với tưởng tượng, không lâu sau, trên đài chỉ còn lại có 10 người miễn cưỡng đứng. Trên người mỗi người đều là máu chảy đầm đìa, giống như ác quỷ. Dương Huyền, Hạ Uyên, thiếu niên đen gầy cũng vậy. Mà chính con chó giữ lông nhuộm máu, giờ phút này hai mắt đỏ ngầu, trong miệng bốc lên nhiệt khí, răng nanh thập phần dữ tợn. Bây giờ và sau đó hét lên dữ dội. Dưới đài không ít người nghe mà kinh hồn bạc vía. Thiếu nữ lãnh diễm tự hồ rất hài lòng với ánh mắt kính sợ của nha hoàng, bọn nô bộc thản nhiên cười nói. Rất tốt, các ngươi đám cẩu nô tài này đã thông qua vòng thứ nhất tuyển chọn, nghỉ ngơi xuống, tiến vào vòng thứ hai. Nghe được câu này, trên đài không ít người lúc này đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm từng ngụm thở dốc. Hạ Quyên đang muốn ngồi xuống, thấy Dương Huyền đứng tại chỗ, bất động như lao, cũng dừng động tác. Thiếu niên đen gầy cũng học theo. Cậu nô tài này còn có vài phần kiến thức, biết rõ kịch liệt đại chiến sau, không thể lập tức ngồi xuống nghỉ ngơi. Trên quan lễ đài, thiếu nữ lạnh lùng đàn khẩu nhét vào một quả vải, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia ý cười không tầm thường, nói. Số 3, ngươi cảm thấy lần này ai có thể trở thành khôi thủ? Thuộc hạ cho rằng thuộc về Dương Huyền. Hộ vệ số ba tinh hãn trầm giọng nói. Vậy sao? Vậy ngươi nhìn lầm rồi. Lãnh diễm thiếu nữ nhìn qua Dương Huyền, hồng nhuận trong suốt khóe miệng hơi nhếch lên, tràn đầy tự tin nói ra. Nếu Dương Huyền tên cậu nô kia mới có thể đứng đến cuối cùng, ngươi nhớ thứ đó, ta có thể thưởng cho ngươi. Tại nhị tiểu thư ban thưởng hồ vệ số 3 lập tức kích động. Ngươi không nên cao hứng quá sớm, hôm nay Dương Huyền kia cậu nô tài vô luận như thế nào cũng là đứng không đến cuối cùng. Thiếu nữ lạnh lùng nhìn quản sự viện bên ngoài, nói ra. Phan nhân, cậu cảm thấy thế nào? Nhị tiểu thư tuệ nhãn như đuốc, ta lúc trước cũng xem trọng Dương Huyền kia, bất quá Dương Huyền này cậu nô tài chỉ sợ là đứng không đến cuối cùng. À, ngươi tự tin như thế, xem ra đã sớm có chuẩn bị a à, thiếu nữ lạnh lùng cười như không nói lão nô lớn tuổi không thể ở nhị tiểu thư bên người hiệu lực cho phía dưới nô tại một bộ quyền phổ hy vọng hắn có thể thay ta vì nhị tiểu thư bài ưu giải nạn xông pha khói lửa phan nhân nhìn thiếu niên đen gầy thở dài một tiếng nói thì ra nô tài đen gầy kia là người của ngươi lúc trước biểu hiện lâm cơ ứng biến quả thật không tệ lãnh diễm thiếu nữ cười hỏi số ba hiện tại ngươi còn cảm thấy dương huyền có thể đứng đến cuối cùng sao cái này hộ vệ số ba lộ vẻ khó xử học quyền cùng không học quyền hoàn toàn là khác nhau một trời một vực nhưng hiện tại cũng không có đổi ý khả năng nghĩ đến dương huyền lúc trước biểu hiện số ba cũng chỉ có thể cắn răng nói ra thuộc hạ cho rằng dương huyền chưa chắc sẽ thua thật sao bổn tiểu thư liền cho ngươi tâm phục khẩu phục đột nhiên lãnh diễm thiếu nữ thanh thúy mềm mại thanh âm ở trong sân vang lên mã nô dương huyền hôm nay hoặc là ngươi đem những người khác toàn bộ đánh bại hoặc là ngươi liền chết ở trên lôi đài những người khác cũng nghe rõ cho bổn tiểu thư kế tiếp vòng này ai có thể đem mã nô dương huyền đánh ngã người đó liền có thể trực tiếp trở thành hộ vệ nhân tuyển cái gì nghe được câu này trên đài mọi người hô hấp dồn dập lên thậm chí có ít người hai mắt đều trở nên đỏ ngầu nhưng vừa nghĩ tới tư thái vô địch của dương huyền lúc trước trong hỗn chiến trong lòng lại lo sợ bất an các ngươi sợ ngươi sợ không có tư cách trở thành hộ vệ của bổn tiểu thư thiếu nữ lạnh lùng nói Quy mạnh tướng quân giá lâm toàn bộ tránh ra tiếng nói hạ xuống tìm thư uyển vê đúc vê đúc vê đúc chấm giao su chấm com nàng dưới chân mạnh khuyển lập tức nhảy dựng lên chó này cường tráng như ngé con bình thường phi thường dọa người si vương nghĩ tới đợi lát nữa phải đối mặt như thế chó dữ trên đài mọi người nhìn không được sắc mặt hoảng sợ song cổ chiến chiến thiếu nữ lạnh lùng nhìn chung quanh toàn trường dịu dàng quát cổ nhân có câu dưới trọng thưởng tất có dũng phu hiện tại bổn tiểu thư liền lập hạ trọng thưởng ai đem mã nô dương huyền đánh ngã người đó sẽ được mười lượng hoa văn ngân mười lượng bạc dương huyền cau mày vốn lần tỷ thí này đã nắm chắc thắng lợi không nghĩ tới nhị tiểu thư điêu ngoa tùy hứng này lại ra tay như vậy, đây là muốn ép hắn vào đường chết a. À? trải qua hỗn chiến vừa rồi, dương huyền đối với thực lực của mình có vài phần phán đoán. nếu như đơn đối đơn, chính là xa luân chiến, hắn cũng hoàn toàn không sợ, có thể một cái đánh mười cái. nhưng hôm nay hắn muốn đồng thời đối mặt tất cả mọi người, còn phải đề phòng tránh né kia so với nghe con còn cường tráng mảnh khuyển, bảo lưu thực lực hắn ứng phó cực kỳ khó khăn nhưng nếu bởi vậy bại lộ ngưu ma quyền hậu quả lại càng không thể tưởng tượng nổi căn bản không có đường sống đáng nói trọng học võ công đây là tử tội tuyệt đối dương huyền hiểu được giờ phút này đã đến vách núi bên cạnh muốn đi qua cửa ái này chỉ có liều mạng một đường chuẩn bị nhìn thấy ánh mắt thiếu nữ lạnh lùng quét tới trái tim thiếu niên đen gầy nhất thời đập thình thịch không ngừng nhìn thấy dung nhan nhị tiểu thư kiều mị da trắng nhẵn nhụi hai tay hắn đột nhiên ông ông rung động, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn nàng, khuôn mặt vốn hoàn toàn không có huyết sắc, bỗng nhiên trướng đến đỏ bừng. Hắn nhất định vì nhị tiểu thư, đánh ngã Dương Huyền. Trận đấu bắt đầu. Thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng cười, lập tức hạ lệnh. Cuối cùng cũng có chút vui vẻ. Cô muốn thấy máu chảy thành sông. Chương 06 Bại lộ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push, cậu nô tài này chọc tới nhị tiểu thư, lúc này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quản sự ngoại viện phan nhân trong lòng cười lạnh. Phản phất đã thấy được Dương Huyền bị mọi người vây công bị thua, cuối cùng tán thân trong bụng chó một màn kia. Dương Huyền vừa chết, lần này nhân tuyển hộ vệ, không phải hắn nhìn trúng ban cho quyền phổ vị kia đen gầy thiếu niên không ai khác. Mà giờ phút này, nghe được nhị tiểu thư bắt đầu hiệu lệnh, trên đài tám người nhất thời đem Dương Huyền nặng nề bao vây lại. Hạ Nguyên tiến lên một bước, bảo vệ Dương Huyền ở phía sau. "Hạ Nguyên, tên khốn kiếp này cũng nghe được lời của nhị tiểu thư, bây giờ anh muốn chết sao?" Một gã tráng háng hung tợn uy hiếp. Hạ Nguyên im lặng, lạnh lùng dặn co với tám người. Lúc Dương cung bạc kiếm, một đạo thanh thúy mềm mại quát to truyền đến. "Uy mãnh tướng quân, bụng dưới." Trên lôi đài đầu kia màu trắng hùng kiện mảnh ác đại khuyển lên tiếng trả lời vọt lên, hướng dương huyền bụng dưới cắn tới. Tám người vội vàng tránh ra một lối đi, đồng thời dơ nắm đấm đánh về phía dương huyền, hạ uyên. Súc sinh thật. Mắt thấy chó dữ dết tới, dương huyền một bên ứng phó chó dữ, một bên ngăn cản người khác công kích, nếu là chỉ có một mình hắn, muốn không bại lộ thực lực, không có chút nào khả năng. Nhưng có hạ uyên ở đây, ngược lại thoải mái hơn rất nhiều. Hạ Quyên luyện võ một tháng miễn cưỡng ngăn cản bốn người. Đột nhiên, quen hạ độc thủ đen gầy thiếu niên tìm được cơ hội, thân hình nhoáng lên, một con khỉ trộm đào liền hướng về Dương Huyền chập tới. Bùng! Dương Huyền sớm có dự liệu, một quyền liền nện ra ngoài, bất quá, cũng không phải ngưu ma quyền, mà là vương bát quyền. Hát xấu thiếu niên lập tức hóa trảo thành quyền, một cái ngưu ma đỉnh giác, liền muốn đem Dương Huyền hung hăng đẩy bay ra ngoài. Bất quá, hắn đối mặt lại là ngưu ma quyền viên mãn dương huyền, há có thể không rõ một chiêu này sơ hở. Một chiêu này của thiếu niên đen gầy lập tức đánh vào khoảng không. Nhưng cũng không thể nói không có tác dụng, dương huyền thân hình nhoáng một cái biến mất tại chỗ, lộ ra sau lưng trán hán. Bùng! Tráng hán, hán căn bản không kịp phản ứng, bị thiếu niên đen gầy này đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể? Thiếu niên đen gầy tâm thần hoảng hốt, Ngưu Ma Đỉnh Giác chính là đòn sát thủ thiên truy bách luyện của hắn, tuyệt đối không thể thất bại. Nhưng Dương Huyền lại tự hồ đã sớm đoán trước. Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy? Trên khán đài, thiếu nữ lạnh lùng ánh mắt sâu kín, khóe miệng hơi nhếch lên, trên mặt hiện lên vẻ hăng hái. Vào lúc này, tình hình trên lôi đài lại xảy ra biến hóa. Dương Huyền một quyền một cái, đem ba người đánh ngã xuống đất. Nắm tay không có chút nào kết cấu, hết lần này tới lần khác thế đại lực trầm cương mãnh vô cùng làm cho người ta không thể nào chống đỡ ngay từ đầu còn có chút trì trệ dần dần dương huyền càng đánh càng thông thuận chân chính đem ngưu ma quyền viên mãn hóa thành mình dùng không hề câu nệ chiêu thức trò giỏi hơn thầy mà thắng thầy bùng dương huyền một cái quét đường cướp đem một người đá bay ra ngoài một chiêu này thoát thai từ ngưu ma quyền ngưu ma đạp đề vốn là một cước đạp đất kinh sợ địch nhân tích lũy lực lượng nhưng dương huyền đem hắn diễn hóa thành chân quét đường rất có một phen uy lực người nọ bị một cước đá ra xa ba mét ngay tại chỗ học máu ngã xuống đất bò cũng bò không dậy nổi một màn này nhìn bao gồm thiếu niên đen gậy ở bên trong ba người trận mắt há hốc mồm vậy mà dừng bước không tiến lên uy mãnh tướng quân sau lưng lúc này lãnh diễm thiếu nữ thanh thúy mềm mại thanh âm truyền đến, mảnh khuyển lập tức hướng Dương Huyền sau lưng đánh giết qua. Huyền ca, cẩn thận. Hạ Quyên vội vàng nhắc nhở. Lúc này còn dám phân tâm. Thiếu niên đen gầy tìm được cơ hội, một cú ngưu ma đánh ra, Hạ Quyên lập tức bị đẩy bay ra ngoài. Dương Huyền không lưng, tránh thoát chó giữ vô dết, bàn bàn hai quyền đánh ra, đem hai người khác đánh bay ra ngoài. Hai người này hai tay ông ngực ngăn cản, nhưng căn bản ngăn không được lại bị đánh ho ra máu ngã xuống đất không dậy nổi chỉ còn lại một mình ngươi dương huyền lên tiếng là để mê hoặc đối thủ bước chân vừa đạp ra quyền tốc độ dĩ nhiên so với thanh âm còn nhanh hơn lời còn chưa nói xong một cái thẳng quyền liền đánh tới một quyền này thẳng tới thẳng lui không có bất kỳ hoa lệ cũng không có bất kỳ biến hóa chỉ có thuần túy lực lượng cùng tốc độ ông hai tay thiếu niên đen gầy ù ù rung động, tuyệt đối không nghĩ tới một quyền này của dương huyền lại kéo theo tiếng gió mạnh liệt phản phất như xé rách không khí. một quyền này ít nhất hai mươi năm công phu, không ngăn được sẽ chết. thiếu niên đen gầy vừa lúc đứng ở bên cạnh lôi đài quyết định thật nhanh một cước đạp ra trực tiếp nhảy xuống lôi đài. rầm một tiếng nổ vang, mảnh gỗ bay tán loạn, dương huyền một quyền đánh vào cây cột bên cạnh lôi đài đánh gãy nửa cây cột ngay tại chỗ. Trong phút chốc, toàn trường tĩnh mịch. Đám nha hoàng, thị nữ, tôi tới dưới sân trừng to hai mắt, trong mắt tràn đầy thần sắc không thể tin. Trời sinh thần lực. Sắc mặt phan nhân âm trầm, dưới tay áo hai quyền nắm chặt. Tên chân đất này lại có thần lực bực này. Có thể đánh gãy cột trụ. Hắn cư nhiên nhìn làm sao. Thiết ngưu này cũng là một tên phế vật. Ngưu ma quyền học hơn một tháng, lại ngay cả một mã nô không biết võ công cũng đánh không lại. Thiếu niên gầy gò thiết ngưu bị loại. Trên sân khấu chỉ còn lại hai người dương huyền, hạ uyên. Thiếu nữ lãnh diễm nhìn một màn ngoài dự liệu, khóe miệng hơi nhếch lên, hăng hái giạc dào nói. Hạ uyên, nghe này, bây giờ đánh bại dương huyền, sau này cậu sẽ là hộ vệ bên người của bổn tiểu thư. Đã đảo huyền ca. Nhìn dương huyền, trong lòng Hạ Uyên Thiên Nhân giao chiến. Đây là cơ hội xuất đầu mà hắn khát vọng đã lâu. Lại không nghĩ tới phải lấy đánh ngã Dương Huyền làm đại giới. Ra tay đi, ta đã sớm muốn cùng ngươi một trận chiến. Dương Huyền xoay người, một quyền đánh về phía Hạ Uyên. Hạ Uyên đánh trả, cũng không có ý định che giấu. Bất quá, hắn cũng không có học qua cụ thể quyền pháp chiêu thức, ngược lại là không sợ bại lộ trọng học võ công. Lúc trước, chỉ là xuất phát từ cẩn thận mới lưu lại vài phần khí lực, hiện tại đối mặt Dương Huyền nhưng là không hề giữ lại. Trong vòng ba chiêu, hai người thế lực ngang nhau. Sau năm chiêu, Hạ Quyên rơi vào thế hạ phong. Sau mười chiêu, ban một tiếng vang lên. Hạ Quyên bay ngược ra ngoài, đồng thời cũng dẫn tướng quân uy mãnh đi xuống, chỉ còn lại một mình Dương Huyền đứng trên đài. Thân hình cao lớn, toàn thân nhúm máu, tóc đen tung bay, ngẩng đầu mà đứng, mang theo một loại khí thế kiệt ngạo tùy ý. Không nghĩ tới lại là một cái mã nô đứng đến cuối cùng, chẳng lẽ cái này Dương Huyền cư nhiên trời sinh thần lực. Tất cả mọi người đều không phải đối thủ của hắn. Cũng không biết cái này đem khí lực luyện như thế nào. Dưới sân, tìm thư uyển, tôi tớ, hạ nhân tháng phục không thôi. Rất nhiều nha hoàng, thì nữ trong mắt càng là dị sắc liên tục, nhìn về phía Dương Huyền trong ánh mắt mang theo vài phần ngượng ngùng. Bỗng nhiên, một tiếng nổ truyền đến. Mọi người trước mắt nhoáng lên, liền thấy một đạo tiên ảnh phá không, hướng Dương Huyền hung hăng bổ tới. Cái này một trôi chấn động ra bạo minh, xé rách không khí, nhanh mảnh vô cùng, để cho Dương Huyền đều căn bản phản ứng không kịp. Bùng một tiếng. Dương Huyền bị một trôi đánh bay xa ba mét, hung hăng nện trên mặt đất, một thanh âm thanh thúy mềm mại truyền đến. Cậu nô tài, quyền pháp này học trộm ở đâu? năm lượng bạc lấy được từ phan quản sự dương huyền suy đoán hẳn là lúc trước mình tránh thoát ngưu ma đỉnh giác bị nhị tiểu thư nhìn ra nhưng càng là nguy hiểm thời điểm càng là muốn tỉnh táo trong nguy hiểm thường thường ẩn chứa cơ hội trước kia thế thân là người làm công sát ngôn quan sát kinh nghiệm dương huyền có thể nhìn ra được nhị tiểu thư cũng không phải thật sự muốn truy cứu thật sự muốn giết chính mình nếu không rồi lúc trước cũng không phải quất lên người có việc này ánh mắt lạnh như băng của thiếu nữ lạnh lùng quét qua phan nhân nhất thời trong lòng mắng to dương huyền không phải con người nhưng lấy bản lĩnh sát ngôn quan sát của hắn cũng có thể nhìn ra giờ phút này trong mắt nhị tiểu thư có một tia thưởng thức thiếu niên gầy gò thiết ngưu mình nhìn chúng đã không còn khả năng trở thành hộ vệ không bằng giao hảo với dương huyền này đối mặt với ánh mắt lạnh diễm thiếu nữ phan nhân chỉ có thể kiên trì nói đúng là có việc này ngươi nếu là nói dối hậu quả ngươi biết. Thiếu nữ lạnh lùng lộ ra vẻ mặt như cười như không. Chương 7 Trọng trọng ban thưởng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon window, Aspigon, push, nô tại không dám. Phan nhân vội vàng quỳ xuống đất, dập đầu nói. ha ha không nghĩ tới nô tại ngươi còn bồi dưỡng ra mầm non tốt. Thiếu nữ lạnh diễm bỗng nhiên cười duyên quả nhiên là cho bổn tiểu thư một kinh hỷ không lớn không nhỏ nha. Phan Nhân cười mỉa gật đầu. Xem ra nhị tiểu thư cho là hắn bồi dưỡng Dương Huyền, Dương Huyền mới có công phu này, nhưng hắn thật không có. Giờ phút này, hắn so với ai khác đều muốn đào ra Dương Huyền đầu óc nhìn xem, bên trong đến tột cùng có vật gì, lại có thể để cho một cái mã phu có được như vậy kinh người quyền cước công phu. Lúc này, Dương Huyền từ trên mặt đất bò dậy, nói tại nhị tiểu thư thưởng roi. Nhìn khuôn mặt tuấn lãng máu chảy đầm đìa dưới mái tóc hỗn độn của hắn, trên mặt thiếu nữ lãnh diễn nở rộ ra nụ cười tươi đẹp. Ngươi cậu nô tài này. Rất tốt, phi thường tốt, ta rất hài lòng, không sai, Dương Huyền ngươi làm cho ta rất vui vẻ. Nàng cầm roi, chỉ chỉ Dương Huyền, nói. Ta hiện tại nhất định phải ban thưởng ngươi, hơn nữa là ban thưởng nặng nề cho ngươi, ta muốn khiến cho ngươi một bước lên trời, trở thành thiếp thân hộ vệ của ta triệt triệt để để tạo nên ngươi nói ngươi muốn ban thưởng cái gì võ công dương huyền quả quyết nói nhìn không ra ngươi còn là một võ si lãnh diễm thiếu nữ mỉm cười nói ngươi muốn cái gì võ công quyền pháp ngạnh công nhuyễn công thân pháp hay là thối pháp thân pháp ngưu ma quyền luyện quyền cũng luyện thể dương huyền hiện tại cấp thiếu một môn thân pháp nếu thân pháp viên mãn, không nói tránh thoát một trôi của nhị tiểu thư, ít nhất cũng có thể tránh được bộ vị yếu hại. Ngươi là nô tài. Lãnh diễm thiếu nữ tự hồ nhìn ra Dương Huyền ý nghĩ, mỉm cười nói. Ngược lại là biết thân pháp tầm quan trọng. Thân pháp này là ngươi trở thành hộ vệ nên được khen thưởng, nói muốn thưởng ngươi, bổn tiểu thư liền muốn nặng nề thưởng ngươi. Hôm nay, ta lại cho ngươi một quyển bí truyền kiếm pháp, không nên lãng phí võ đạo thiên phú của ngươi tạ nhị tiểu thư ban thưởng, Dương Huyền ngày sau tất vì nhị tiểu thư xong pha khói lửa, vạn tử không từ. Dương Huyền, trung thành và tận tâm, cao giọng nói. Ha ha ha, không sai, nhìn không ra ngươi cái này nuôi ngựa nô tài còn rất biết nói chuyện, hôm nay bổn tiểu thư tâm tình tốt, sẽ không truy cứu ngươi đã thương ta cho yêu sự tình. Thiếu nữ lạnh lùng ăn miếng vải, đôi môi đỏ mộng càng lộ vẻ tươi đẹp mềm mại, nói với Hạ Uyên, thiết ngưu trên mặt đất hai người các ngươi tuy rằng bại nhưng bại bởi hắn cũng coi như bại không oan liền tạm thời trở thành thực tập hộ vệ đi theo dương huyền bên người chờ các ngươi về sau tiến bộ chính thức thông qua hộ vệ khảo hạch mới có tư cách theo ta tại nhị tiểu thư ban thưởng hạ nguyên thiết ngưu không nghĩ tới còn có loại vui mừng ngoài ý muốn này lúc này quỳ rạp xuống đất cùng kêu lên hiện tại các ngươi mang dương huyền về dưỡng thương chờ hắn khỏi bệnh thay quần áo lại đến gặp bổn tiểu thư thiếu nữ lạnh lùng khoát tay áo, nói ra. Hạ Quyên, thiết ngưu nhận mệnh lệnh, vội vàng cẩn thận nâng Dương Huyền lên, đi về chỗ ở. Phía sau truyền đến tiếng nghị luận của nha hoàng, Gia Nô. Nhị tiểu thư quả thật nhìn rõ mọi việc, ý chí rộng lớn, phần dung nhân này lượng phi thường người có thể bằng. Ta nghe nói là thủy cơ gia cũng có hạ nhân học trọng võ công, bị loạn côn đánh chết tại chỗ. Dương huyền trời sinh thần lực, sợ là trăm trung không một kỳ tài luyện võ, lúc này mới để cho nhị tiểu thư nổi lên ái tài chi tâm. Dương huyền quyền lực kinh người, một quyền liền có thể đánh gãy lôi đài cọc gỗ, lại tiếp không được nhị tiểu thư một trôi. Nhị tiểu thư đến tột cùng cường đại cỡ nào? Nhị tiểu thư chẳng lẽ đã tới tiên thiên cảnh giới? Trở lại nơi ở, Dương Huyền nằm trên giường, hỏi Hạ Uyên câu hỏi đã chôn sâu từ lâu. Vốn hắn cho rằng quyền pháp viên mãn, Hắn là xem như võ đạo nhập môn, nhưng bây giờ xem ra còn kém xa. Theo lời Hạ nguyên hắn từng nghe nội viện giáo tập nói lên. Võ đạo chia làm hậu thiên tam cảnh, tiên thiên thập cảnh, tiên thiên sơ cảnh nhân nguyên, nhị hoàng nguyên, tam cảnh thiên nguyên. Sơ cảnh, nhân nguyên cảnh. Cởi bỏ thân thể phàm thai, thân thể trở về tiên thiên. Tứ chi bách hài, toàn thân chảy xuôi tiên thiên nguyên lực, tốc độ, lực lượng, tính linh hoạt siêu việt thường nhân lúc viên mãn, kết thành nhân nguyên đại đan, tự thân như một tôn kim thân vô lậu, khí trầm đan điền, bất động như núi. Nhị cảnh, địa nguyên cảnh. Thân thể tiên thiên từ thô đến nhỏ, toàn thân có thể so với gân thép thiết cốt, quyền cước cứng hơn sắt thép, đào kiếm không thể phá vỡ làn da. Thậm chí, có thể ở dưới nỏ pháo miễn cưỡng bảo vệ chỗ yếu hại. Lúc viên mãn, kết thành địa nguyên đại đan, hoa văn da thịt tinh vi, quy lực khó lường tam cảnh thiên nguyên cảnh nguyên lực trên dưới toàn thân ngưng tụ thành một thể cương nhu kết hợp nổi lên như gió rơi như tên động như quỷ thần khó lường khi viên mãn kết thành thiên nguyên đại đan da thịt mịn màng như băng tuyết khóa chặt khí huyết toàn thân võ đạo tiên thiên nhất cảnh nhất trọng thiên chỉ sợ nhì tiểu thư ít nhất đã tới tiên thiên sơ cảnh hạ quyên suy đoán giáo tập chỉ nói đến cảnh giới thứ ba từ cảnh giới thứ tư về sau tôi cũng không biết nhân nguyên địa nguyên thiên nguyên dương huyền như có điều suy nghĩ quyền pháp viên mãn chỉ là chiêu thức viên mãn hiện tại hắn khoảng cách võ đạo tiên thiên sơ cảnh còn có rất xa một đoạn bí truyền kiếm pháp cũng không biết lúc trước nhì tiểu thư trong miệng nặng nề ban thưởng làm cho hắn một bước lên trời bí truyền kiếm pháp là cái gì chẳng lẽ là kiếm pháp có thể làm cho hắn thẳng vào tiên thiên cái này chỉ có thể chờ hắn dưỡng thương tốt, tự mình đi gặp nhị tiểu thư, lĩnh ban thưởng mới có thể hiểu được. Dương Huyền nhắm chặt mắt, nghỉ ngơi. Bất tri bất giác, thời gian dần dần trôi qua. Tìm thư uyển www sinh com đảo mắt đã đến giữa trưa, Dương Huyền mở to mắt, bản điều khiển trước mắt lại đổi mới. Thông tin hôm nay, một, hôm nay cậu gặp bạn tốt Hạ Uyên, đạt được tình báo liên quan. Hạ Uyên trải qua khích lệ của cậu, dự định cần học khổ luyện sớm ngày trở thành hộ vệ kề vai chiến đấu với cậu hai ngươi hôm nay gặp qua ngoại viện quản sự phan nhân đạt được tình báo liên quan ngoại viện quản sự phan nhân bị ngươi ép buộc trói định biết được ngươi sắp trở thành thị vệ của nhị tiểu thư quyết định cùng ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa tiến hành đầu tư vào ngươi ba ngươi hôm nay gặp qua hộ vệ số ba đạt được tình báo liên quan nhị tiểu thư tuyển nhận hộ vệ mới có công dụng đặc thù ngay cả hộ vệ số ba thanh mai trúc mã cũng không biết. 4. Ngươi hôm nay gặp nha hoàng, đạt được tình báo liên quan. Bảo câu ngọc sư tử huyết mạch đặc thù, tự hồ sắp sinh ra lột xác nào đó, nhì tiểu thư đối với chuyện này thập phần để ý. 5. Ngươi hôm nay gặp qua quản gia, thu được tương quan tình báo. Ngoài thành làm loạn yêu ma thật lâu không có bình ổn, hiện tại quan phủ tự hồ tính toán để khương gia hiệp đồng thanh trừ yêu ma. 6 hôm nay ngươi đi qua bếp, thu được tình báo liên quan. Chợ ngoài thành, bên đường có một người, đầu không cánh mà bay, nguyên nhân tử vong không rõ. 7. Ngươi hôm nay đi sau trù, thu được tương quan tình báo. Ngoài thành phá miếu có đốn của người mất tích, nhân số đạt 18 người, án kiện khiến cho quan phủ coi trọng. 8. Ngươi hôm nay đi hậu trù, đạt được tình báo liên quan. Hậu trù trưởng chức tự hồ coi trọng tên học đồ trộm học trù nghệ kia, sắp sửa tiến hành khảo nghiệm người nọ. 9. Ngươi hôm nay đi qua bếp, thu được tình báo liên quan. Thương gian sóng gió càng lớn, cá càng đắt. 10. Ngươi hôm nay gặp qua nhị tiểu thư, thu được tình báo liên quan. Dự định trước khi đi tới tiên môn, vì gia tộc quét sạch địch nhân, làm ra một phen sự nghiệp. Chương 08 Uy hiếp Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon. Pus, ngoài thành lại người chết, lại có người mất tích, cái này yêu ma làm loạn lại ngay cả triều đình đều khó xử lý. Nhìn năm, sáu, bảy ba đầu tình báo, Dương Huyền cao mày, phải tăng lên thực lực mới được. Ngưu ma quyền. Viên mãn thâm lam, đổ đầy cho tôi, cảm ơn. Nhìn thấy số trên bản điểm sáng lên, Dương Huyền hung hăng điểm lên, nhất thời bản điểm rung động một trận. Người đối viên mãn cảnh giới ngưu ma quyền, tự hồ có mới lĩnh ngộ nhưng bởi vì khuyết thiếu võ học tích lũy, luồng linh quan này không đủ rõ ràng, không thể thành công diễn hóa. Ngưu ma quyền Viên mãn Dương Huyền ngẩn ra, sau khi ngưu ma quyền viên mãn không có cách nào thêm điểm, bất quá bản màu xanh đậm này còn rất tri kỷ, thêm điểm số lần vẫn còn, cũng không biết ngày mai có thể tích lũy hay không. Xem ra phải có võ học mới được. Một môn quyền pháp viên mãn, đột phá không được tiên thiên cảnh giới, ta liền hai môn, mười môn, một trăm môn. Ta cũng không tin vĩnh viễn không thể phá cảnh. Dục vọng trở nên mạnh mẽ của Dương Huyền lại tăng vọt. Nhục nhã hôm nay, hắn sẽ khắc ghi trong lòng. Ngày sau, nhất định phải trả lại gấp mấy lần. Hôm nay tình báo hàng ngày không kịp nhìn. Dương Huyền còn chưa nghĩ ra cách lợi dụng. Nói thật, hiện tại hắn cũng lợi dụng không nổi, bị nhị tiểu thư một roi, ngay cả giường cũng không bò dậy nổi. Hai, Ngươi hôm nay gặp qua ngoại viện quản sự Phan Nhân, đạt được tình báo liên quan. Phan Nhân bị ngươi ép buộc trói định, biết được ngươi sắp trở thành thị vệ của nhị tiểu thư, quyết định cùng ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa, tiến hành đầu tư vào ngươi. Lời này một điểm không sai, thật đúng là phát đạt khắp nơi đều là bằng hữu, liền Phan Bái Bì đều muốn đầu tư ta. Dương Huyền nhìn thấy tin tình báo thứ hai, không nhìn được bật cười. Phải hung hăng gõ một khoản đầu tư trở về mới được võ học, nhất định phải có võ học mới. Nói Tào Tháo, Tào Tháo đến. Dương Huyền nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Phan Nhân gõ cửa vào nhà, vẻ mặt hòa khí nói. Hạ Quyên, cậu ra ngoài trước, để tôi và Dương Huyền nói chuyện. Sắc mặt này. Hạ Quyên nằm mơ cũng không nghĩ tới, Phan Bái bị lại có một ngày nói chuyện hòa khí với anh như vậy. Huyền ca thật sự phát đạt. Nhìn thấy Phan Nhân ngồi ở bên giường Dương Huyền hỏi han ân cần, hạ uyên đối với việc nâng cao địa vị của Dương Huyền càng có ấn tượng rõ ràng trực quan, hắn im lặng không lên tiếng, đi ra cửa. Nhìn thấy mặt trời mới lên, tinh thần phấn chấn mạnh mẽ, trên mặt thiếu niên không khỏi lộ ra nụ cười, cuộc sống mới sắp bắt đầu. Trong phòng. Nhìn Dương Huyền nằm trên giường, Phan Nhân trầm mặt một lát, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, nói: "Dương Huyền, hiện tại chúng ta là người trên một chiếc thuyền ta không biết ngươi học ngưu ma quyền như thế nào ta cũng không muốn truy cứu chuyện này chuyện quá khứ ta cũng không muốn nhắc lại ta hôm nay tới là chính thức hướng ngươi nhận lỗi mặt trời mọc ở phía tây phan quản sự muốn xin lỗi vậy để ta xem thành ý xin lỗi của ngươi thấy dương huyền trong lời nói có hàm ý phan nhân sắc mặt trở nên khó coi nói dương huyền ngươi bây giờ vẫn chỉ là cái hộ vệ mà thôi không nên mời rượu không thích uống rượu phạt. Ta có phải hộ vệ hay không không quan trọng, quan trọng là ta là người của nhị tiểu thư. Dương Huyền lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng trở thành hộ vệ của nhị tiểu thư, có thể cưỡi lên đầu ta y sao? Ngươi có tin hay không, ta hiện tại liền đi tố giác ngươi học trộm võ công với tiểu thư. Vậy ngươi đi đi. Ngươi đi ngay bây giờ. Xem nhị tiểu thư có sao đo tội lừa gạt lúc trước của ngươi hay không? Dương Huyền cười lạnh nói. Phan quản sự, xem ra ngươi còn không có nhận rõ tình huống hiện tại a, à, hôm nay cũng không phải đến nhận lỗi, phải biết rằng. Hiện tại là ngươi, đang cầu xin ta. Tiểu tử này. Phan nhân nắm chặt hai tay, không phản bác, cúi đầu quỳ xuống, tự tác mình hai cái, nói. Dương Huyền, ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Dương Huyền lắc đầu, ngươi chỉ là biết mình sắp chết, ta có chết ngươi cũng không thoát khỏi liên quan ngươi đến tột cùng muốn ta làm như thế nào phan nhân nghiến răng nghiến lợi nói ta muốn võ học ngươi ngoại trừ ngưu ma quyền nhất định còn có cái khác võ học lại cho ta mười bản tám bản giữa chúng ta ân oán như vậy xóa bỏ không có khả năng phan nhân phản bác mười bản tám bản cậu thật sự dám nghĩ a à? cậu căn bản không biết giá trị của võ học ngưu ma quyền là võ kỹ duy nhất trên tay ta vậy thì không cần nói nữa. Dương Huyền tiễn khách nói. Phan quản sự mời về đi. Một quyển, nhiều nhất một quyển, tích góp trên người ta nhiều nhất còn có thể lấy được một quyển võ học. Bản võ học này, cộng thêm ngưu ma quyền lúc trước, cộng thêm nhị tiểu thư ban cho ngươi bản bí truyền kiếm pháp kia, trọn vẹn ba môn võ học, tuyệt đối cũng đủ cho ngươi tu hành. Võ nhất đạo quý ở duy tinh duy nhất, ba môn đã là cực hạn, nhiều hơn nữa chính là tham nhiều nhai không nát. Vậy sao? Nghe Phan Nhân luôn miệng nói mình nhiều nhất chỉ có thể lấy được một môn võ học, Dương Huyền căn bản không tin chuyện ma quỷ này. Lão gia hỏa này mị thượng lớn hạ. Lúc trước còn ngược lại uy hiếp hắn, hiển nhiên trong lòng rất là không phục một cái mã nô cư nhiên bò lên trên đầu của hắn. Còn khó hơn giết hắn. Bất quá, Dương Huyền nhìn ra được điểm mấu chốt hiện tại của Phan Nhân chính là một môn võ học cần thả dây dài câu cá lớn mới được. Một môn, trước hết một môn đi, còn lại võ học, về sau ngươi lại cho ta. Được. Phan Nhân gật đầu đồng ý, xoay người rời đi, tự hồ một khắc cũng không muốn ở lại đây lâu. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, ánh mắt Dương Huyền sâu kín. Chờ môn võ học đáp ứng kia tới tay, còn cần hung hăng đè ép lão gia hỏa này một khoảng mới được. Như vậy mới có thể biểu đạt hết ác khí nhiều năm bị ức hiếp này ba môn võ học cũng đủ cho ta tu hành một thời gian. Chờ dưỡng thương xong, ta có rất nhiều biện pháp tiếp xúc đến càng nhiều võ học, Dương Huyền trong lòng có cổ cảm giác cấp bách. Ngoài thành yêu ma tà quấy phá làm loạn, nói không chừng lúc nào liền dết vào thành, phải nhanh chóng tăng lên thực lực mới được. Đương nhiên, tốt nhất là vị đại tiểu thư tu tiên kia sớm trở lại khương gia, có cơ hội đi tới tiên môn trên núi. Tiến vào tiên môn từ nay về sau cũng không cần lo lắng chuyện yêu ma làm loạn dương huyền nằm trên giường ngủ sau khi phan nhân đi không lâu hạ uyên vào nhà kinh ngạc thốt lên huyền ca tìm thư uyển vê đúp vê chấm giao su xin chấm công ngươi thật sự phát đạt hôm nay liền vên mặt hất hàm sai khiến phan bái bị đều tới đối với ngươi hỏi hang ân cần đây là cái gì phát triển dương huyền bật cười nói chờ tiến vào cảnh giới võ đạo tiên thiên mới là bắt đầu trở nên nổi bật chờ ngươi thông qua khảo hạch trở thành nhị tiểu thư hộ vệ huynh để chúng ta hai người có thể sống vai chiến đấu hạ quyên nhấn mạnh dương huyền bỗng nhiên nhớ tới một chuyện nói đúng rồi ta hai ngày nay muốn dưỡng thương ngươi hảo hảo chiếu cố cái kia ngọc sư tử có cái gì dị thường kịp thời báo cho ta biết dị thường hạ quyên không rõ dương huyền nói gì nhưng vẫn ghi nhớ thật sâu trong lòng Dương Huyền đưa mắt tiễn hắn rời đi. Nhớ lại nội dung thông tin thứ tư hôm nay. Bảo câu Ngọc Sư tử huyết mạch đặc thù, tự hồ sắp sinh ra một loại lột xác nào đó, nhị tiểu thư đối với chuyện này thập phần để ý. Cụ thể là cái gì lột xác, hắn cũng không rõ ràng lắm. Dương Huyền nằm ở trên giường, nhàn rỗi vô sự, mở ra mặt bản, lần nữa tự hỏi lên phía trên nội dung. Năm, ngươi hôm nay gặp qua quản gia, thu được tương quan tình báo. Ngoài thành làm loạn yêu ma thật lâu không có bình ổn, hiện tại quan phủ tự hồ tính toán để khương gia hiệp đồng thanh trừ yêu ma. "Mười, ngươi hôm nay gặp qua nhị tiểu thư, thu được tình báo liên quan." Nhị tiểu thư dự định trước khi đi tới tiên môn, vì gia tộc quét sạch địch nhân, làm ra một phen sự nghiệp. Cùng đi thanh trừ yêu ma, thật đúng là khổ sai." Dương Huyền trong lòng âm thầm cảnh giác. "Nhị tiểu thư muốn làm ra một phen sự nghiệp, chỉ sợ sẽ đồng ý quan phủ thỉnh cầu." đi trước tiêu diệt yêu ma. Đến lúc đó, hắn hộ vệ này chỉ sợ mạng nhỏ khó giữ được. Phải tăng cường thực lực mới được. Sáng hôm sau, sau khi Hạ Uyên rời đi, ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân, cùng với tiếng gõ cửa vang lên. Chương không chính Thế không muốn người sống Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push, chào buổi sáng Dương Huyền vẫn tay lên, ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân, kèm theo tiếng gõ cửa vang lên. Huyền ca, có đó không? Nghe thanh âm hình như là thiếu niên đen gầy kia. Dương Huyền suy nghĩ một chút, nói. Vào đi. Huyền ca, không phụ lòng. Thiếu niên đen gầy cẩn thận dè dặt, đẩy cửa vào, đi tới trước giường quỳ xuống nói. Bắt đầu từ đâu? Dương Huyền nghi hoặc, thiếu niên đen gầy này tự hồ không có chỗ nào không làm hắn thất vọng, chuyện trên lôi đài lại càng không cần phải nói chỉ nghe thiếu niên đen gầy trầm giọng nói huyền ca lúc trước ở trên lôi đài là thiết ngưu ta làm hại ngươi bị nhị tiểu thư quốc một troi ai ẩn ốc thiếu niên đen gầy này lại tên là thiết ngưu tính cách tướng mạo cùng tên hoàn toàn không phù hợp a à, dương huyền nói quyền cước không có mắt việc này không trách ngươi nếu đem ta đổi thành ngươi ta cũng sẽ ra tay tạ huyền ca khoan hồng độ lượng Thiết Ngưu nho nhã nói. Ngươi làm việc ở đâu? Dương Huyền quan tâm hỏi. Thiết Ngưu và Hạ Uyên phụng mệnh nhị tiểu thư, bây giờ xem như thuộc hạ của hắn, hắn phải quan tâm. Thiết Ngưu thành thật hồi đáp. Bếp sau. Bếp sau. Dương Huyền nhớ tới trước đó tình báo nhiều lần nhắc tới, sau bếp có học đồ học trộm trù nghệ, bị trưởng muỗng hung hăng trách phạt. Hắn luôn cảm giác tình báo mỗi ngày không đơn giản như vậy, sẽ không vô duyên vô cớ cho hắn một ít tình báo không dùng tới. Nghĩ vậy, Dương Huyền nhìn Thiết Ngư, nói ra. Mấy ngày nay, các ngươi hậu trụ có phải hay không có cái học độ, trộm học trù nghệ, bị trưởng mui trước mặt mọi người trách phạt. Này! Huyền ca, ngươi là như thế nào? Làm sao biết được? Thiết ngưu trừng to mắt, tràn đầy không thể tin. Chẳng lẽ tên học đồ bị trách phạt kia là ngươi? Phát giác ánh mắt Thiết Ngưu né tránh, Dương Huyền nghi hoặc nói. Thiết ngưu ngượng ngùng cúi đầu, ấp úng nói. Là. Là ta. T. Vậy mà thật sự là ngươi. Dương Huyền có loại cảm giác đẩy mây mù gặp trời xanh. Tất cả những thứ này không phải liền kết nối lại sao? Thiết ngưu vừa là học trọng trù nghệ học đồ, cũng là học quyền người nọ, vì hướng lên trên không tiếc bất cứ giá nào. Lúc trước ở trên lôi đài, thiết ngưu chuyên hạ độc thủ đánh nhau, cũng là đấu pháp liều mạng không từ thủ đoạn. Thật sự là tàn nhẫn với mình, đối với người khác cũng tàn nhẫn. Đó là một người sói. Đột nhiên, Dương Huyền nhớ tới nội dung tình báo đầu bếp thứ 8, nhất thời thần sắc cổ quái lên. 8. Người hôm nay đi hậu trù, đạt được tình báo liên quan. Hậu trù trưởng chức tự hồ coi trọng tên học đồ trộm học trù nghệ kia, sắp sửa tiến hành khảo nghiệm người nọ. Dương Huyền nhớ rõ ngày đầu tiên nhìn thấy tình báo trên mặt viết, khi trưởng muốn tính yêu thích nam phong là cái ngược đãi cuồng. Muốn học được tay nghề phải trả giá thật đắt. Cái giá này sao? Không cần nói cũng hiểu. Hiện tại Thiết Ngưu đã trở thành thủ hạ của mình, Dương Huyền cảm thấy vẫn nên nhắc nhở một phen, nói ra: Thiết Ngưu, ngươi là muốn chuyên tâm đi võ đạo con đường, hay là muốn trở thành một cái đầu bếp, cơm áo không lo? Võ đạo hay là trù nghệ? thiết ngư hồi tưởng lại bị bán mình làm nô lệ, một đường đi tới chua sót trải qua, trong lúc nhất thời do dự bất định. Qua thật lâu, hắn mới hạ quyết tâm, không lưng dập đầu thật mạnh trên mặt đất, cắn răng nói. Huyền ca, ta muốn cùng ngươi học công phu. Được. Dương Huyền nhìn ra được Thiết Ngưu là một tính cách cuộc cường, thuộc về loại ngoan nhân không đạt được mục đích, thề không bỏ qua. Người như vậy đi con đường võ đạo, cho dù khởi bước thấp hơn nữa, nhưng tương lai cao thấp cũng có thể có một phen thành tựu là một đối tượng có thể bồi dưỡng võ đạo quý là duy tinh duy nhất nếu đã quyết định con đường võ đạo vậy ngươi tránh xa hậu trù một chút thiết ngưu lập tức nói vậy ta liền rời khỏi phòng bếp người sói này có chút đầu óc nhưng không nhiều lắm dương huyền nhắc nhở nói không ngươi phải ở lại hậu trù võ đạo rèn luyện thân thể không có sung túc dinh dưỡng bổ sung ngươi làm sao có thể võ đạo thành công? Tránh xa bàn bếp một chút. Đều nhắc nhở đến nước này, thiết ngưu tự nhiên nghe hiểu, lúc này gật đầu đáp ứng. Mà thiết ngưu ở lại sau bếp, Dương Huyền lấy được những tình báo về sau bếp cũng có thể phát huy công dụng. Ví dụ như, nội dung điều chính hôm nay. Chính, ngươi hôm nay đi qua bếp, thu được tình báo liên quan. Thương gian sóng gió càng lớn, cá càng đắt. Gần đây, ngươi có thể nghĩ biện pháp bắt cá để đổi lấy tiền dương huyền nhìn thiết ngưu nhắc nhở được thiết ngưu nặng nề gật đầu nói xong chính sự dương huyền chỉ điểm hắn mấy chiêu ngưu ma quyền nhất thời làm cho thiết ngưu vui lòng phục tùng hắn cái này ngưu ma quyền luyện một tháng cũng không luyện ra cái gì trò có thể nói ngay cả cửa cũng chưa vào cũng không nghĩ tới dương huyền đối với ngưu ma quyền tinh thông vô cùng thuận miệng một câu chỉ điểm ít nhất có thể làm cho hắn ít đi vài năm đường vòng lần này thiết ngưu không thể không phục hỏi đáp thắc mắc hỏi cách đao loa trước khi đi thiết ngưu nặng nề gật đầu thiết ngưu có thể cùng ta nói một chút chuyện bên ngoài sao còn có ngươi vì cái gì muốn bán mình khương gia làm nô dương huyền tò mò hỏi vì không để cho người khác khi dễ thiết ngưu hai tay nắm chặt trầm giọng nói lúc trước ta ở trên đường nhìn thấy một bộ khoái bắt lấy một người nghèo liền đánh đánh tới mình đầy thương tích cả người đầy máu không có bất kỳ lý do gì chính là bởi vì hắn nghèo mà người nghèo này không có bất kỳ oán hận nào giống như hết thảy đều là thiên công địa đạo từ ngày đó trở đi ta đã thề nếu ta quyết định chuyện này sẽ không xảy ra vô luận là bất luận kẻ nào bách tính khắp thiên hạ đều không thể để cho người ta khi dễ ta muốn làm đại sự như vậy Dương Huyền nghiêm nghị kính nể. Mơ hồ hiểu được vì sao thiết ngưu liều mạng học trù nghệ, học võ công, liều mạng leo lên. Nhưng nho nhỏ một cái sau bếp nô lệ lại có như vậy rộng lớn lý tưởng, tìm thư uyển www sinh com quả nhiên là tín niệm kiên định tới cực điểm. Cái này ăn thịt người thế giới, quả nhiên là thế không muốn người sống. Thiết ngưu đi rồi, Dương Huyền hai mắt nhắm chặt. Chớp mắt đã đến giờ ăn trưa. Hạ Quyên cho ngựa ăn xong, mang theo cơm trưa trở về. Hôm nay Phan quản sự cố ý hầm gà mái, đặc biệt dặn dò ta phải bồi bổ thân thể cho ngươi. Hạ Quyên kinh ngạc nói. Phan bái bị biến sắc mặt thật đúng là nhanh. Dương Huyền cười, bưng canh gà lên uống. Huyền ca, hai ngày nay để cẩn thận chú ý, nhưng cũng không phát hiện Ngọc Sư Tử có gì dị thường. Lúc ăn cơm, Hạ Quyên nhíu mày nói. Dương Huyền khẽ gật đầu, cũng không để ý, tình báo nói là Ngọc sư tử huyết mạch đặc thù, tự hồ sắp sinh ra một loại lột xác nào đó, nhị tiểu thư đối với chuyện này thập phần để ý. Cụ thể khi nào dị biến, hắn cũng không rõ ràng lắm, hiện tại có khả năng làm cũng chỉ là nghiêm túc cho ngựa ăn. Không biết hôm nay tình báo đổi mới, có thể có tình báo tiến thêm một bước hay không? Dương Huyền trong lòng nghĩ. Ăn xong bữa trưa, vừa vặn là giữa trưa. Tình báo hàng ngày hôm nay, đúng giờ đổi mới. Thông tin hôm nay: một, ngươi hôm nay gặp qua hảo hữu Hạ Uyên, đạt được tình báo liên quan. Hạ Uyên võ đạo gặp phải bình cảnh, dự định thông qua ám đạo đi vào nội viện trộm học võ công. Hai, ngươi hôm nay gặp qua ngoại viện quản sự Phan Nhân, đạt được tình báo liên quan. Ngoại viện quản sự Phan Nhân bị ngươi uy hiếp, trong lòng có oán hận, nhưng cũng không dám biểu lộ ra, tự hồ ghi hận trong lòng muốn tìm một cơ hội cho ngươi một bài học. ba Ngươi hôm qua gặp qua hộ vệ số 3, đạt được tình báo liên quan. Nội viện có người không phục ngươi trở thành thị vệ của nhị tiểu thư, dự định chờ vết thương của ngươi lành lại, cùng ngươi luận bàn. Chương 10 Giám thị liên đới Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push, 4, ngươi hôm qua gặp nha hoàng, thu được tình báo liên quan nhị tiểu thư mật thiết chú ý ngọc sư tử biến hóa, nhưng ngọc sư tử tự hồ cũng không có sinh ra dấu hiệu lột xác. Năm, ngươi hôm qua gặp qua quản gia, thu được tương quan tình báo. Ngoài thành làm loạn yêu ma càng ngày càng nghiêm trọng, hiện tại quan phủ vì thế sức đầu mẹ tráng, để khương gia cũng tự hỏi đối sách. Sáu, ngươi hôm qua đi qua nhà bếp, thu được tình báo liên quan. Ngoài thành làng chài, lại có ngư dân chết đuối, nghi ngờ có thủy quỷ quấy phá. Bảy, hôm qua ngươi đi qua bếp, thu được tình báo liên quan. Miếu đổ nát ngoài thành bị quan phủ phong tỏa, nhưng vẫn có người đốn củi mất tích, tung tích không rõ. 8. Ngươi hôm qua đi quá khứ trụ, thu được tương quan tình báo. Hậu trù trưởng môi nghi hoặc, trộm học trù nghệ học đồ thiết ngưu, đột nhiên nghiêm túc làm việc. 9. Ngươi hôm qua đi qua bếp, thu được tình báo liên quan. Thương gian sóng gió càng lúc càng lớn, hình như Long Vương tức giận, thuyền thuyền khó có thể đi. "Mười, ngươi hôm qua gặp qua nhị tiểu thư đạt được tình báo liên quan." Đại tiểu thư tu tiên sắp về nhà, nhị tiểu thư bị mẫu thân cấm túc ở nhà, tự hỏi biện pháp tìm niềm vui. Nhị tiểu thư bị cấm túc. Đây cũng là một tin tức tốt. Dương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã quen với việc chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Lúc trước còn nghĩ quan phủ sẽ mời Khương gia cùng đi thanh trừ yêu ma nhị tiểu thư muốn làm ra một phen sự nghiệp chỉ sợ sẽ đồng ý thỉnh cầu của quan phủ đến lúc đó hắn cái này hộ vệ sợ là mạng nhỏ khó bảo toàn may mắn tình huống xấu nhất đã không xảy ra quan phủ chỉ là có ý này mà thôi mà khương gia bên này cũng không muốn đi lội nước đục của yêu ma nhị tiểu thư bị cấm túc ở nhà dương huyền lần nữa nhìn về phía bản tình báo bỗng nhiên phát hiện thì ra người hôm qua gặp qua đi qua địa phương cũng có thể thu được tình báo liên quan. Ngẫm lại cũng đúng, tình báo mỗi ngày là giữa trưa đổi mới. Theo chế độ 24 giờ trên trái đất, phạm vi tình báo tương đương với 12 giờ trưa hôm qua đến 12 giờ trưa hôm nay, bao gồm cả những người đã gặp ngày hôm qua và những nơi đã đến. Một, Người hôm nay gặp qua hảo hữu Hạ Uyên, đạt được tình báo liên quan. Hạ Uyên võ đạo gặp phải bình cảnh, dự định thông qua ám đạo đi vào nội viện, trọng học võ công nhìn tin tình báo đầu tiên, Dương Huyền thuận miệng hỏi. Hạ Quyên, võ đạo của anh gặp chướng ngại rồi à? Không có. Hạ Quyên nghi hoặc nói. Huyền ca, sao ngươi đột nhiên hỏi như vậy? Trả lại cho tôi. Tiểu tử ngươi không thành thật à? Dương Huyền ánh mắt thâm thúy, nói. Đừng giả bộ, chúng ta mặc một cái quần lớn lên. Ta còn có thể không biết ngươi trong miệng này nói là nói thật hay là nói dối. Huyền ca, ngươi nhìn ra rồi à hạ quyên kinh ngạc nói hắn đang buồn rầu không biết nên làm cái gì bây giờ không nghĩ tới cương nhiên thật sự bị dương huyền nhìn ra ngươi không cần trong lòng ông may mắn chi tâm vọng tưởng thông qua ám đạo đi vào nội viện nếu là gặp được chân chính võ đạo cao thủ ngươi sẽ bị tại chỗ đánh chết dương huyền nhắc nhở nói được hạ quyên kinh ngạc gật đầu không ngờ ý nghĩ ẩn sâu trong lòng lại bị dương huyền dễ dàng nhìn ra Lúc trước, ngay cả nội viện giáo tập cũng không phát hiện hắn đang rình coi, hắn quả thật bất tri bất giác có tâm lý may mắn. Nghĩ rằng bạn có thể không bao giờ bị phát hiện. Nếu là không có Dương Huyền nhắc nhở, hắn dự định xế chiều hôm nay liền thông qua ám đạo, đi tới nội viện trộm học võ công. Nghĩ đến hậu quả kia, Hạ Quyên lòng còn sợ hãi nói. Đa tạ Huyền ca, bằng không ta thật muốn gây thành sai lầm lớn. Ngươi không cần cảm ơn ta, nếu ngươi bị người phát hiện trọng học võ công, ta cũng trốn không thoát liên quan. Dương Huyền nói. Ta là muốn nói cho ngươi biết, ngươi làm việc trước tốt nhất cùng ta thương lượng hạ, không nên tùy tiện hành động. Bây giờ, chúng ta là châu chấu trên một sợi dây. Nhị tiểu thư để cho ngươi cùng thiết ngưu đi theo bên cạnh ta, chưa hẳn cũng không phải tồn tại cân bằng, giám thị ý tứ. Chỉ cần hai người các ngươi có một người làm sai chuyện, ta liền là quản giáo không phương, cũng sẽ bị liên tọa trách phạt. C. Hạ Quyên hít một hơi khí lạnh, anh thật sự không nghĩ sâu xa như vậy, chỉ tưởng là nhị tiểu thư tùy ý sắp xếp. Trải qua một phen nhắc nhở như vậy, Hạ Quyên hẳn là sẽ không đi vào nội viện nữa. Nghỉ trưa kết thúc, nhìn bóng lưng Hạ Quyên rời đi, Dương Huyền ở trên giường trở mình. Ngày mai, hắn có thể tự do hành động. Xem ra thêm điểm không cần cũng sẽ không tích lũy, mỗi ngày có thể thêm điểm một lần hôm nay cũng không thể lãng phí. Dương Huyền mở thêm bảng. Ngày hôm qua quyền pháp viên mãn, không thể thêm điểm, hắn nhân cơ hội làm một thí nghiệm, xem thêm điểm số lần có thể tích lũy hay không. Hiện tại gọi ra bản điều khiển, nhìn thấy bản điều khiển bên trên thêm hào, nhất thời minh bạch mỗi ngày thêm điểm số lần quy tắc. Ta hiện tại cần gấp thêm điểm võ học. Dương Huyền phân tích từng thông tin một. Hai, người hôm nay gặp qua ngoại viện quản sự phan nhân, đạt được tình báo liên quan. Ngoài viện quản sự Phan Nhân bị ngươi uy hiếp, trong lòng có oán hận, nhưng cũng không dám biểu lộ ra, tự hồ ghi hận trong lòng muốn tìm một cơ hội cho ngươi một bài học. Phan Nhân trong lòng mang oán hận, chỉ sợ trong một hai ngày sẽ không đem môn võ học thứ hai cho ta. Dương Huyền nhìn nội dung tình báo, ánh mắt sâu kín. Con đường này đi không thông. Ba, ngươi hôm qua gặp qua hộ vệ số 3, đạt được tình báo liên quan nội viện có người không phục ngươi trở thành thị vệ của nhị tiểu thư dự định chờ vết thương của ngươi lành lại cùng ngươi luận bàn luận bàn ngưu ma quyền viên mãn vô địch người nội viện chỉ sợ không dễ đối phó nếu bại lộ viên mãn ngưu ma quyền lại càng không dễ giao phó dương huyền trong lòng thở dài cho dù có phan nhân hỗ trợ che giấu nhưng hắn nhanh như vậy đã luyện ngưu ma quyền đến viên mãn cũng quá mức kinh thế hải tục đây chính là chỗ xấu của khương gia thực lực tăng lên quá nhanh, dễ dàng bị người phát hiện dị thường. Nếu là ở bên ngoài, sẽ không có băng khoăn này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ở bên ngoài hắn cũng không có tiếp xúc tiên duyên cơ hội, chớ nói chi là bị người mang hướng tiên môn. Húng chi, bên ngoài yêu ma quỷ quái tà quấy phá, nguy hiểm vô cùng, hắn có thể sống sót hay không còn là một vấn đề. Hiện tại, trong thành coi như an toàn. Khương gia kia càng vững như Thái Sơn. Dương Huyền trong lòng hiểu rõ, chỉ có an toàn hoàn cảnh, mới có thể cho ta có phát dục trưởng thành lên cơ hội. Đang tự hỏi hôm nay nên như thế nào lợi dụng tình báo bản tăng lên chính mình, tìm thư quyển www.giaosusun.com bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến thanh âm. Dương Huyền, có phải không? Ngươi là? Dương Huyền nghi hoặc. Thanh âm này rất xa lạ, đến tột cùng là ai? Ta là hộ vệ số 3 của nhị tiểu thư, hôm nay đến xem thương thế của ngươi thế nào. Thanh âm kia nói. Mời vào. Dương Huyền nhớ lại tên hộ vệ đứng bên cạnh nhị tiểu thư ngày đó, lúc này khách khí dùng tới chữ mời. Những người khác nhau, có cách đối phó khác nhau. Hộ vệ số 3 cũng không thể so với lão phan nhân kia lột da. Là đồng nghiệp tương lai, khách khí một chút cũng không sai. Hộ vệ số 3 khí vũ hiên ngang đi vào, đi tới bên giường, quét mắt nhìn Dương Huyền, cao giọng nói ngươi khôi phục không tệ so với ta nghĩ muốn nhanh hơn ta còn tưởng rằng ngươi phải ba ngày thời gian mới có thể khôi phục lại hiện tại mới một ngày không nghĩ tới ngươi có thể xoay người ngày mai hẳn là có thể hành động tự nhiên tuệ nhãn như đuốc dương huyền tự đáy lòng tán thưởng nói hắn không biết số ba hộ vệ thực lực như thế nào nhưng ánh mắt này xác thực độc ác không biết gọi như thế nào hộ vệ số ba lắc đầu nói hộ vệ của nhị tiểu thư đều không có tên, chỉ có số thứ tự, ta là số ba. Nhị tiểu thư thật đúng là am hiểu sâu sắc đạo bốc lột. Dương Huyền rõ ràng, tên là một người tồn tại tượng trưng, người không có tên, liền hoàn toàn trở thành vật phẩm. Trở thành vật phụ thuộc của vị nhị tiểu thư kia. Dương Huyền không biết, đây là thế gia hộ vệ thường dùng thủ pháp, hay là vị kia nhị tiểu thư thủ đoạn độc đáo. Xem ra sau này tôi cũng phải xóa tên chỉ có mật danh trở thành hộ vệ ta nguyện ý làm nô lệ dương huyền trong lòng bịt kín một tầng lo lắng hỏi số ba không biết nhị tiểu thư có gì phân phó